Ngon không sao? Đi xuống dưới đi. Thoát ra thoát vào mất công chia sẻ ghê luôn á. Vào lại like giúp em các chị ơi, vào lại like giúp em với mọi người. Tương tác kém quá chị ơi. Vào lại like giúp em các chị ơi, vào lại like giúp em mọi người. Trời ơi các chị chia sẻ live stream nhiệt tình nữa giúp em với. Mệt ghê luôn đấy các chị ạ. Thoát ra thoát vào mệt ghê luôn á. Chia sẻ live stream đấy giúp em nhá. Chẳng muốn kêu các chị chia sẻ nhiều nhưng mà các chị không chị nào chia sẻ live stream cho em cả hết. Chị nào đang xem live ấn thích like, ấn chia sẻ live stream đấy giúp em nào. Để lên lên người xem đi các chị ơi, tối nay em mệt quá. Sao tối nay em mệt ghê luôn á. Cảm giác người hôm nay cứ mệt mệt mà cứ oải oải kiểu gì ạ. Chắc là em like hết ngày mai nó nghỉ vài bữa các chị, em like hết ngày mai nó nghỉ vài bữa luôn. Đây các chị cố gắng mình săn hàng nhá, có nghỉ mấy bữa cơ. Mệt quá đợt này em thấy mệt ghê. Tương tác kém quá mọi người ơi, chia sẻ like nên giúp em với nào. Bây giờ em la làm biếng like buổi tối ghê, các chị thấy không ạ? Buổi tối tương tác nó kém làm biếng like ghê luôn. Có khi vào like cái là lên gần 100 người xem không, rồi này vào like mãi chẳng lên được người xem. Ừ đúng rồi, nay em mệt chị Tâm Thanh ạ, không phải em buồn gì hết mà nay em mệt, người em mệt. Ngày nào mà người nó mệt là cảm giác người nó ể oải, không muốn cái cảm giác nó mệt, không muốn chuyện trò mà nó nhiều như mọi khi mệt lắm. Dạ đợt này em bị mệt. Bởi vì em nói là like hết ngày mai cho em nghỉ. Em like hết ngày mai, em like hết ngày chủ nhật ngày mai cho là nghỉ ít hôm. Làm nhiều cũng chán hết chị ạ. Làm nhiều cũng chán. Rồi chia sẻ live stream nhiệt tình cho em nhá. Đúng là cái live kia em chẳng muốn thoát live làm gì đâu. Tại vì hôm nay là toàn giá xả cho mọi người thôi, nên chị nào chốt được các chị cũng sướng nữa cơ. Nhưng mà tại vì view nó thấp quá nên thành ra là không thể like được nên nó phải thoát ra. Mỗi chị một bộ này đầu like thì giá là 9.000 đồng nhá. Các chị chia sẻ live stream nhiệt tình lên giúp em. Không phải buồn đâu mà này, em mệt các chị ạ, em mệt. Các chị người mà cứ người em mà cứ bị khàn tiếng là cảm giác rất là mệt luôn. Mệt từ hồi trưa nay cơ. Rồi mã này giúp em mọi người nha, mã này giúp em. Nên là tối nay các chị chốt hàng mình hoan hỉ lên giùm em nhá. Không có giận gì ai hết ạ. Không có làm sao hết đâu mà hôm nay em mệt thôi. Nên các chị thông cảm nha.
Mỗi chị một bộ này cho em với giá là 9.000 đồng. Các chị chia sẻ livestream nhiệt tình với giúp em, các chị lên comment mã này và giờ mã tặng bộ 9.000 kèm cân nặng giùm em nhá, tặng bộ 9.000. Cái này là 7 bộ dành cho 7 chị. Mỗi chị một bộ cho em với giá là 9.000 đồng này, 20 cân đổ lại cho em nhá. 10 cân đổ lên cho đến 20 cân đổ lại. Đây các chị vào live chị tự các chị tự giác các chị chia sẻ livestream nhiệt tình với giúp em nhá, không phải đợi nhắc nhở nhiều. Lên comment giờ mã tặng bộ 29, tặng bộ 9k cho em nhá, tặng bộ 9.000 cho em. Cố gắng tối nay là sẽ báo giá tương tác cho mọi người để cho nó, để cho chị hoan hỉ nha. Nay giá nào em cũng bán hết. Tặng bộ 9.000 với gen. Các chị ơi không chia sẻ livestream em không chốt đâu mọi người ơi. Các chị nghe giọng em là biết nay em rất là mệt luôn, là không chia sẻ livestream em chốt đâu ạ. Vậy cho nhanh nha. Chị nào muốn nhận 9.000 thì chia sẻ livestream, mà không muốn nhận 9.000 thì khỏi cần chia sẻ livestream cũng được. Để em vào bán hàng luôn. Chị nào chia sẻ livestream lên comment là tặng bộ 9.000 với gen. 10 cân cho chị Hiền Trương Thị này. Chị nào em không đọc có nghĩa là không chia sẻ livestream nên không được đọc nha. Chị Hiền Trương Thị một bộ cho chị Hiền Trương Thị này. Ơi quên. Khi mà em qua mã quà này rồi nhá, em qua mã tặng này nhá, các chị có chia sẻ livestream em cũng không chốt nữa đâu. Em thấy có mỗi chị Hiền Trương Thị chia sẻ livestream, còn lại không một chị nào chia sẻ livestream hết luôn. Nên em chỉ chốt được cho chị Hiền Trương Thị, chị Tuyên Nguyễn Thanh chưa chia sẻ livestream chị ơi. Ôi, mình máy không in view được ta. Chị Hiền Trương Thị một bộ 9.000 cho chị Hiền Trương Thị này. Ok này, cho chị Phạm Diễm một bộ 9.000 cho chị Phạm Diễm này. Chị nào em không đọc tên có nghĩa là các chị không chia sẻ livestream em không đọc tên mọi người nha. Không chia sẻ livestream em không đọc tên đâu. Chị Phạm Diễm một bộ cho chị Phạm Diễm này. Ok, chị Phạm Diễm một bộ này. Cho chị Thân Thị Toan một bộ cho chị Thân Thị Toan này. Ơi chị Thân Thị Toan comment lên lại giùm em đi. Máy in bill không lên tên chị, em không chốt được cho chị ơi. Máy in bill không lên tên của chị. Cho chị Bảo Như Huỳnh một bộ 19 cân cho chị Bảo Như Huỳnh này. Ok chị Bảo Như Huỳnh một bộ cho chị Bảo Như Huỳnh này. Rồi chị nào lấy nữa các chị lên comment và giờ mã tặng bộ 9.000 đồng like cho em chị nhá. Mỗi chị một bộ cho em thì giá là 9.000 đồng. Cái này em còn có 4 bộ nữa, chị nào chia sẻ live stream các chị lên comment và đến giúp em mọi người nhá. Lên comment là tặng bộ 9.000 với em. Em còn 4 bộ nữa nhá, em còn 4 bộ nữa. Chị nào chưa được em đọc tên và chia sẻ live stream thì lên comment giùm em. Lên comment là tặng bộ 9.000, không chia sẻ live stream không được chốt được giá 9.000 nữa chị nhá. Này là hay là đang mệt nên cần sự tương tác của các chị, không chia sẻ live stream không chốt đâu. Ấn thích like lên giùm em với mọi người ơi đang xem like. Chắc chắn là tối nay tương tác của em bảo đảm là kiểu gì cũng kém. Tại vì các chị hôm nay nhìn sắc mặt của em nhiều khi các chị cũng không chốt. Chị Nguyễn Ngọc Bảo Châu chưa chia sẻ live stream không chốt đâu chị ơi. Không chia sẻ live stream em không chốt đâu. Không chia sẻ live stream thì các chị lên comment em cũng đọc thôi chị ạ. Nay mệt chỉ cần các chị chia sẻ live stream em tặng hết luôn. Rồi mà váy này cho em các chị nha, váy cánh tiên cho em. Form này dành cho bé khoảng chừng 26 cân đổ lại em bao vừa mọi người nha. Váy hoa cho em đẹp chưa? Xuất sắc luôn cho em luôn. Ok cho chị Thân Thị Toan một bộ cho chị Thân Thị Toan này, 10 cân này. Chị Thân Thị Toan một bộ cho chị Thân Thị Toan này. Lên comment và giờ tặng bộ 9.000 với em nhá. Chị Hoa Hướng Dương một bộ 13 cân này. Chị Hoa Hướng Dương một bộ cho chị Hoa Hướng Dương này. Ok chị Hoa Hướng Dương một bộ này. Chị nào lấy nữa lên comment với em nha mọi người nhá. Chị Bảo Như Huỳnh có chị ơi chị được nha. Rồi mã này giúp em các chị ơi, mã này giúp em, nói chung là tối nay em xả kho hết cho mọi người. Nay em cũng hơi bị mệt nên là em sợ là em không like được lâu nên em sẽ bán tặng cho mọi người hết. Nhìn cho em này, chất này của nó là chất nó là chất tôn lanh nhưng mà chất hàng cao cấp chứ không phải là hàng xấu mọi người nha, không phải là hàng xấu cho em. Cho chị Trúc Lý một bộ 20 cân đấy Trúc Lý này. 9.000 đấy Trúc Lý này. Chị Trúc Lý này không kèm cân nặng, mai không biết bộ này 9.000 hay là 45.000 nên phải kèm cân nặng mà tặng bộ 9.000 chứ. Rồi mã này giúp em còn có mấy cái nữa nhỉ, còn có 4 cái nữa thôi. Váy hoa cho em hàng cao cấp nha, chi ân cho mỗi bé một cái vì còn 4 cái thôi, vừa bán vừa kỷ niệm 35.000 một cái được chưa, 35.000. Các chị lên comment mã này và bây giờ mã V1 35.000 và các chị kèm cân nặng dùm em nha, V1 35.000. Không chia sẻ live stream không được lên đơn đâu mọi người ơi, giá rất là rẻ cho mọi người luôn. Chốt xem nào, V1 26 cân đổ lại em bao vừa mọi người nhá. Chốt xem nào, V1 chị nào lấy V1 chốt V1 với em. V1 39.000 đồng một váy cho em, 39.000 nha. Đẹp xuất sắc luôn. Chị nào lấy V1 chốt xem nào, V1. Em vừa đọc bao nhiêu tiền cơ chị nhỉ? Em vừa đọc bao nhiêu nhỉ? Em vừa đọc 35 hay 39 em không nhớ luôn ấy.
Chị nào lấy V1 chốt xem nào, V1 các nhá, V1 phải xem. Không biết em đọc 35 hay 39 nữa. Thôi 35.000 đi các chị ơi, em biết đọc 35 hay 39 nhưng mà thôi 35.000 nha. V1 váy hoa ok 26 cân chị Trúc Lý này 35.000, không nhớ đọc 35 hay 39 luôn. Chị Trúc Lý một váy này, đây là giá tặng cho mọi người thôi chứ không phải là giá bán đâu mọi người ạ. Đây là giá tặng cho các chị nhá. Chị nào lấy thì lên comment và xem 35.000 đồng một váy xem. Vừa bán vừa chi ăn vừa kỷ niệm cho chị luôn. Bán này lấy tương tác các chị ạ. Đó chị nào lấy chỗ tên là V1, đây là váy thiết kế cho em rất là đẹp luôn. Hai bên của nó là có ren cách liệu này. Đó. Lên comment là V1 phải xem chị nhá, V1 phải xem. 35k. Váy này hôm qua nó còn có một hôm trưa này nó còn có một cái mới xả 35.000, hàng này em bán cho chị là 40.000 một cái đấy. Giờ em xả nốt 35.000, chị nào lấy thì chốt phải xem. V1 phải xem. Mệt quá này, mệt ghê á. Chị nào lấy V1 chốt V1 nhá. Rồi mã bộ này cho em, các chị nhìn cho em này, hoa toàn bộ cho em là hoa thêu hết nhá. Chất của nó chất xốp mọi người ạ. Chất của nó chất đũi xốp hàng cao cấp. Form này 15 cân đổ lại em bao bé mặc đẹp, tay là tay cánh tiên. Đây các chị nhìn cho em này, phê không ạ? Đẹp chưa? Xuất sắc chưa? Em tặng nốt cho mỗi bé một bộ 35.000 lấy tương tác. Các chị lên comment là B1 kèm cân nặng mình tranh thủ mà chốt đi, tối nay em like không được lâu đâu tại vì tối nay em rất là mệt luôn. Và giá cho mọi người thì em nói thật bảo đảm cho chị là giá lỗ hết 100% luôn. Bộ này 35.000, mới hôm qua bán 45.000, giờ em xả nốt 35.000 cho chị cho hết hàng đấy. Lên comment là B1 35.000 kèm cân nặng dùm em nhé, cái từ 8 cân cho đến 15 cân đổ lại cho em. 8 cân đổ lên cho đến 15 cân đổ lại em bao, vừa chốt ra là B1 nhá. Cái giá này nếu mà like ngày mai em sẽ bán về lại giá là 45.000, em giảm bán giá này đâu. Đúng rồi đấy đó, em bán để tương tác, em nay em rất là mệt luôn. Em bán tương tác cho mọi người thôi chứ ai mà đi bán giá này cho chị, em đâu nhập được giá này đâu, mệt nên là bán để cho đỡ nản. Chị Hải Chu, 4 bộ chị Hải Chu này. Em bán là đỡ nản đấy. Tại hôm nay các chị nhìn mặt em, các chị khát chá. Đầu like với chị bảo em là hôm nay giận cái gì mà mặt buồn với, mà có giận cái gì đâu, tại em mệt nên là như thế thôi. Chứ mà không có giận gì chị nào hết cả luôn ấy. Cho chị Hải Chu 4 bộ 35.000 này. Chất này đẹp lắm mọi người ơi, chị Hải Chu 4 bộ chị Hải Chu này. B1 với gem nha. Cai nghiện không mua. Cho chị Hiền Trương Thị 35.000 này. Chị Hiền Trương Thị một bộ 35.000 cho chị Hiền Trương Thị này. Mã này chị nào không mua quá phí luôn. Em tặng có 35.000 một bộ thôi. Chị Phạm Diễm một bộ 8 cân cho chị Phạm Diễm này. Chốt cho em là B1 nha. Chị nào lấy B1 chốt B1 thì form này nó rất là nhỏ các chị ạ. Phạm Diễm một bộ dạy Phạm Diễm này. Chị Phạm Diễm B1 8 cân này, bên này 16 cân dạy Phạm Diễm này. Ok, Phạm Diễm 2 bộ này. Phạm Diễm 2 bộ này. 9 cân nha, để em xem là bộ này 9 cân có vừa không. 9 cân bộ này rộng không vừa đâu chị ơi, hết em hết 9 cân rồi. Em hết 9 cân rồi, chị nào lấy lên comment là B1 kèm cân nặng dùm em mọi người nhá. B1 kèm cân nặng dùm em. Nhìn cho em này đẹp xuất sắc chưa, chất này 35.000 một bộ, làm mơ cũng chẳng bao giờ có chị ạ. Làm mơ cũng không bao giờ có giá này luôn. Cái bộ này size cho bé 15 cân đổ lại cho em mọi người nhá, 15 cân đổ lại cho em. 15 cân đổ lại em còn một bộ, chị nào lấy chơi chốt là B1 35k rồi em. B1 35.000 kèm cân nặng dùm em. Nhớ là chia sẻ và để ký lục công khai lên dùm em với. Mã này chị lên comment vào đây xem là mã. Đây mã này em còn có 1, 2, 3 bộ nữa thôi là hết hàng. Em còn 3 bộ nữa thôi là hết hàng mọi người nha. Chia sẻ và để chế độ công khai nên dùm em, nhìn tay của nó đây chị này, chất lụa cho em hàng cao cấp nha. Ở dưới này cho em là có bo chun. Mã này chị lên comment nốt vào đây là B2 kèm cân nặng dùm em, 15 cân đổ lại em bao vừa. Chốt cho em là B2 tặng cho chị bao tiền một bộ đây, 32.000 nốt cho hết hàng. B2 32.000 kèm cân nặng giúp em mọi người nhá. Bán cho chị rẻ như vứt đi luôn chị ạ. Rẻ như vứt đi luôn ấy. Cho xem là B2 nhá. B2 32k xem chất lụa. Chất lụa hàng cao cấp mọi người ạ. Vì nó còn có 3 bộ nữa thôi nên em tặng nốt cho mọi người thôi. Chị nào lấy thì chốt nào giúp em là B2 nhá, B2.
B2 kèm cân nặng dùm em, nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Cái này phải nói là gọi là bán cho nó, bán cho hết hàng đấy các chị ạ, bán cho hết hàng thôi. Rồi má này dùm em mọi người ơi, đằng sau của nó có cái nơ này, cột đằng sau cho em là cột nơ nhá, đằng trước cho em này, xinh không? Hàng này em bán 45.000, em tặng nốt cho chị 35.000 luôn. Các chị lên comment là bộ nơ 35.000 kèm cân nặng dùm em, 20 cân đổ lại em bao vừa nha. B2 10 cân cho chị Hiền Trương Thị một bộ này. Ok chị Hiền Trương Thị một bộ, đây Hiền Trương Thị 32.000 cho chị Hiền Trương Thị một bộ này. Má này chị lên comment với giờ mã set nơ 35.000 với em nhá, set nơ 35.000. Cái này 20 cân đổ lại em bao vừa đằng sau cho em này, xinh không? Set nơ chất lụa 100% cho em luôn. Các chị comment xem là mã set nơ nhé, set nơ 35k. Cái giá này không thể rẻ hơn được đâu các chị ơi. Rẻ như vứt đi rồi, các chị chốt mà chẳng chốt thì thôi, chứ em không giảm được hơn nữa đâu. Giảm này nó lộ vốn nhiều lắm luôn rồi. Chị nào lấy thì comment là set nơ nhé, 35.000 cho mọi người thôi, set nơ 35k. Cái này em cũng còn hai bộ này, chất của nó là chất xốp cho em các chị nhá, tay cho em là tay cánh tiên này, xinh không? 15 cân đổ lại em bao vừa thôi, mã này 15 cân đổ lại em bao vừa thôi. Chị nào lấy mã này chị lên comment với ra mã bộ tim 35.000 nốt vào đấy giúp em. Quần cho em là quần lỡ luôn này, xả 35.000 cho mọi người hết luôn. Lên comment là bộ tim 35k nhá, cái giá này chưa bao giờ em bán luôn á, tại vì nay em mệt quá nên em xả cho mọi người thôi, giá chưa bao giờ bán. Thật sự là chưa bao giờ bán luôn đi. B2 cho chị Thân Thị Toan một bộ này. Thân Thị Toan này như là mới có đơn ngày hôm nay đúng không? Thân Thị Toan mới có đơn ngày hôm nay đúng không? Mua ngày nào mua có đơn khách mới các chị chắc chắn nhận hàng giùm em nhá. Thân Thị Toan một bộ B2 này, chia sẻ và để chế độ công khai lên giùm em với mọi người. Rồi chị nào lấy mã này chị lên comment và ra mã bộ tim mọi người nha, bộ tim 35.000 với em, chất đẹp xuất sắc luôn, nó là chất xốp đấy chị ơi, hàng cao cấp nha. Đó, lên comment và ra mã bộ tim 35k, quần cho em là quần lỡ luôn này. Hàng này toàn bộ là hàng 45.000, giờ em xả nốt chị 35.000 luôn này. Chị nào lấy thì mình chốt. Bộ tim 35.000 với em. Bộ tim 35k các chị nha. Bộ tim 35k rồi đây. Nhớ là chia sẻ để chế độ công khai lên dùm em. Váy này còn có mấy váy nữa, tặng cho một bé một váy nốt cho hết hàng luôn này. 20 cân đổ lại em bao vừa các chị nhá, 10 cân đổ lên cho đến 20 cân đổ lại em bao vừa. Mã này chị lên comment với giờ mã V2 kèm cân nặng dùm em, xả cho một bé một cái váy 35.000 nốt luôn. Nè cổ này, cổ tiểu thư cách điệu ren cho em này. Lên comment với giờ mã V2 các chị nhá, V2 35.000 kèm cân nặng dùm em. Chị nào lấy thì chốt, cái giá này là giá trên trời rơi xuống các chị ạ. Cái giá này phải nói là giá trên trời rơi xuống luôn ấy. Giá quá rẻ luôn. Chốt ra là V2 mọi người nhá, V2 rồi xem. Các chị biết là tối nay em mệt, em nói em không ra tiếng nổi luôn ấy. Quá mệt luôn. V2 V2 rồi xem. V2 35k. Bộ tim cho chị Tâm Thanh một bộ 35.000 cho Tâm Thanh. Bộ tim này em còn có 2 bộ thôi các chị ạ. Chị nào lấy chốt nha, còn có 2 bộ thôi. Chị Tâm Thanh một bộ tim rồi, Tâm Thanh. Em chào chị Thanh Huệ nhá. Rồi chị nào lấy mã này các chị comment là V2 kèm cân nặng dùm em. Giá em xả nốt cho chị là 35.000 đồng một váy thôi nhá, 35.000 một váy. Chị nào lấy thì mình chốt. Ngày mai em còn cũng quay lại về giá cũ chứ em bán 35.000 nữa đâu. Nói thẳng là cái giá chỉ ngày hôm nay thôi. Em thấy chị Tâm Thanh ơi, vừa nhìn thấy chị xong. Chị nào lấy các chị lên comment xem là V2 35.000 kèm cân nặng dùm em nhá. Em mệt là các chị được lợi. Các chị được lợi. Bộ tiểu thư em còn thì Hà Chu ơi, mới về thêm bộ tiểu thư á. Mới về thêm bộ tiểu thư đẹp. Rồi chị nào lấy V2 chốt V2 35k rồi cho em. Các chị mua giá này ngày hôm nay thôi chứ ngày mai không có giá này đâu. Em nói thẳng luôn là ngày mai em không bán giá này ở đâu. Không có bán giá này, chỉ có bán ngày hôm nay thôi nha. Nói rõ luôn ở trên line là chỉ có bán ngày hôm nay. Ngày hôm nay mệt em bán thôi. Cho chị Cúc Hoàng bộ tim 15 cân. Ok chị Cúc Hoàng. Cúc
Cúc Hoàng, bộ team dạy Cúc Hoàng này. Ok chị Cúc Hoàng nhá, nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em cái. Rồi mã này cho em nó còn một set yếm nữa, em còn một set yếm nữa, chất là chất lụ hàng cao cấp cho em luôn, set nơ. Ok, set nơ cho chị Tâm Thanh hai set, chị Tâm Thanh hai set cho chị Tâm Thanh. Ok chị Tâm Thanh hai set cho chị Tâm Thanh này. Mã em tặng cho một chị các chị nhá, 15 cân đổ lại em bao vừa, các chị lên comment nốt bây giờ mã set yếm 29.000 cho em, đẹp chưa? Mê luôn cho em luôn mà, có đúng một set là 15 cân đổ lại. Các chị lên comment bây giờ mã set yếm mọi người nhá. Set yếm 29.000 với em. Set yếm 29k. Set yếm 29k này đây. Đẹp lắm. Set yếm 29k, con trai chỉ có size nhỏ thôi chị ơi chứ không có size lớn đâu. Set yếm 29.000 với em. Rồi mã này giúp em các chị ơi. Váy này đẹp xuất sắc luôn. Cái này em còn có 2-3 cái nữa, em tặng cho mỗi bé một cái này. Hàng này hàng 45.000, hàng cao cấp nha. 45.000 hàng cao cấp em tặng nốt luôn. Nhìn cho em cái mạc của nó là các chị biết là hàng thương hiệu như thế nào, quá đẹp luôn rồi. Form này dành cho bé từ 8 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 11 cân đổ lại em bao vừa nha. Các chị chốt nốt bây giờ mà váy hoa 40.000 em xả nốt trị giá là 40.000 một váy nốt luôn. Lên comment bây giờ váy hoa 40k, đây là hàng cao cấp, ngoài bên ngoài người ta đang bán là 180.000 đấy mọi người ơi. Nhìn tem mác cho em này, hàng cao cấp chưa, xả nốt chị 40.000, em bán 45.000 xả nốt 40.000, đằng sau có khóa kéo. Các chị lên comment là váy hoa 40k ở dê, chị nào chưa có mã này chị chốt đẹp lắm luôn, chất rất là mát luôn. Đây chị ơi, đồ 6 cân này, cái váy này từ 6 cân đổ lên là đã mặc được rồi nè. Chị Vinh Hoa set yếm, chị Vinh Hoa này. Chị nào khách mới chọn đủ đơn giúp em mọi người nhá. Chọn đủ đơn giúp em, đủ 100.000 em mới đi đơn, dưới 100.000 em không có đi đơn đâu chị ạ. Đây cái mã váy này nó từ size nhỏ này các chị ơi, em xả nốt chị 40.000 thôi. Cái này từ 5 cân đổ lên là đã vừa rồi cho em nhá. Đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn đó chị ạ. Lên comment ra váy hoa 40.000 kèm cân nặng lên dùm em, xả nốt chị 40.000. Vừa bán vừa tặng cho mọi người để lấy tương tác thôi. Váy hoa cho Xuân Tạm, cái 10 cân cho Xuân Tạm một cái này. Con nhà mày 10 cân được rồi Xuân. Bữa thầy có mấy cân mà nay 10 cân nè. Rồi chị nào lấy váy hoa nó không chốt là váy hoa nhá, 40 cân đổ lại em bao vừa. Ơ lộn, 11 cân đổ lại em bao vừa. Chốt váy hoa xả nốt 40k cho mọi người thôi. Mã này cho em bộ hàng cao cấp luôn này, chất là chất lụa hàng cao cấp cho em mọi người nha. Không đẹp không lấy tiền cho chị luôn. Cái này em xả nốt cho các chị thôi, đẹp quá à. Đây chất von lụa cho em mọi người nha, chất nó chất lụa, không phải von lụa mà chất lụa hàng cao cấp. Nhìn cho em này phê không? Cái tay của nó, cái bảng này của nó trên nó bằng cánh tiên này, may bèo cách điệu này chị này, xinh không ạ? Cực kỳ đẹp luôn. Set yếm em hết rồi chị Cúc Hoàng ơi, dự bị cho chị Cúc Hoàng set yếm này. Nếu mà chị nào cũng chị ấy không đi đơn được thì dự bị cho chị Cúc Hoàng, em dự bị bao nhiêu khi hay trúng lắm. Đây mã này giúp em các chị nhá. Các chị lên comment mã này bây giờ, mã set hoa kèm cân nặng dùm em tặng cho mỗi bé một set hoa này với giá bao tiền đây? 32.000 đồng một set được chưa? Nhận hàng cho chị kiểm tra hàng luôn. Không đẹp không lấy tiền được chưa ạ? Chị Vinh Hoa, váy hoa em làm gì có 7 cân, 17 cân chị, em chỉ có size nhỏ thôi. Cho chị Thanh Hà này. Ô chị Thanh Hà này là khách cũ à chị Thanh Hà? Chị Thanh Hà là khách cũ à? Cho chị Thanh Hà một váy hoa này 40.000 này. Các chị lên mã kèm giá tiền lên luôn dùm em nhá. Mã này chị lên comment là set hoa 32.000 với em, không đẹp không lấy tiền cho chị luôn. Không đẹp cho trả lại luôn, ok chưa? Không đẹp cho mọi người trả lại luôn. Lên comment xem là mã set hoa 32.000 một dê. Em tặng mọi người giá là 32.000 đồng một bộ. Hoa cho chị Hải Chu hết luôn này. Có đúng 4 bộ chị Hải Chu thì lấy hết luôn. 32.000 một bộ. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em nhé. Hoa này chị nào không lấy quá phí luôn. Trời ơi cái hoa này nó đẹp. Nó đẹp nhức nách luôn nha chị ạ. Đẹp nhức nách luôn. Chị Hải Chu 4 bộ hết luôn. Chị Hải Chu. Đây bộ tiểu thư này giá ngày hôm nay thôi nha, tặng nốt cho chị mỗi chị một bộ luôn này, cái giá ngày hôm nay thôi. Hết hoa rồi, chị Hải Chu chị lấy hết rồi, hoa đẹp xuất sắc luôn. À cái này còn 2 bộ nữa này các chị này, cái này em còn 2 bộ nữa này. Cái này nó chất nó cũng giống giống như chất hoa đấy các chị ơi, nhìn cho em phê lòi luôn cho em không? Xinh không các chị, tay là tay cánh tiên nha. Cái này size cho bé 18 cân đổ lại em bao mặc đẹp, 18 cân đổ lại em bao mặc đẹp nhá. Các chị chốt nốt với giờ mã tặng bộ
33.000 với em, comment là tặng bộ 33k với em nhá, 33.000 một bộ. Hàng này em bán là 45.000 em tặng nốt chị 33.000 một bộ nốt luôn. Chất đẹp mê tê phê luôn đó chị ạ. Tặng bộ 33.000 với em. Một váy hoa. Váy hoa ok chị Hiền Trương Thị. Chị Hiền Trương Thị ok chị Hiền Trương Thị váy hoa. Mã này các chị lên comment với em mọi người nhá. Ok chị Thanh Hà nhỏ xíu ấy, chị Thanh Hà ơi yên tâm. Tặng bộ 33.000 với em. Tặng bộ 33.000, 33.000 không. Cái này 10 cân hơi rộng đấy. Chị nào thích mặc rộng rãi cho con thì lấy, cho em nghĩ là cái này chắc phải chừng hả 12 cân đổ lên cho em, cho đến 18 cân đổ lại. Chị nào lấy chốt nha. Bộ hồng 33.000 form baby doll quá đẹp luôn. Em còn có 2 bộ em tặng nốt thôi. Chị nào lấy thì mình chốt với em. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Đây bộ tiểu thư hàng cao cấp cho em luôn. Hàng này mới bán 45.000 xong. Chị nào mua rồi biết còn gì nữa. Cho chị Phạm Diễm này. Phạm Diễm ơi lấy 2 bộ đi. Phạm Diễm mãi đẹp xuất sắc rồi này, 2 bộ luôn đi. Phạm Diễm một bộ đây, Phạm Diễm 33.000 lên mã kèm giá tiền chị Lương Thư một bộ hết luôn. Nhà em ship đồng giá 30k chị ơi. Ship đồng giá 30k trên một đơn hàng. Rồi bộ tiểu thư này cái giá này nằm mơ không bao giờ có và em bao cho mọi người em nhập vào cũng không được giá này luôn nhá. Nói em nay tặng cho mọi người này em tặng thôi, bộ tiểu thư cho em hàng cao cấp, nhìn cho em là có túi này. Đỉnh quá chị ơi, chất của nó chất phê lòi luôn cho em luôn. Giờ ra chị xem một vài bộ, một vài gấu chị xem, em không chọn màu chỉ chọn cân nặng thôi mọi người nhá. Không chọn màu chỉ chọn cân nặng thôi. Đẹp không mọi người ơi, có cách điệu viền cho em. Mỗi chị một bộ 39.000. 39.000 các chị lên comment là tiểu thư 39.000 kèm cân nặng dùm em. Không ai có thể bán cho chị bộ này cái giá là 39.000 được đâu. Giá vào của em còn không có luôn ý. Đây nhìn cho em là toàn bộ là viền cách điệu hết luôn cho em, toàn bộ cái viền luôn. Lên comment và giả mã tiểu thư 39.000 nói chị kèm cân nặng dùm em nhé mọi người nhá. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Chất quá phê nó cho em, hàng này ra bên ngoài em nói thật bèo nhất cho chị phải 120.000 một bộ. Chất mà xấu trả lại cho em, nhận hàng lại cho. Lên comment là tiểu thư 39.000 mà em, chị nào lấy thì chốt phải ra tiểu thư 39k mọi người nhá. Hàng này chị nào mà không mua được bộ nào thì đúng là tiếc, tiếc mất ngủ luôn. Chị nào mà không mua được bộ nào thì quá là tiếc luôn đó chị ạ. Tiểu thư cho chị Hoa Hướng Dương một bộ, chị Hoa Hướng Dương này 39.000 một bộ, lên mã kèm giá tiền lên luôn dùm em. Chị Hoa Hướng Dương một bộ, chị Hoa Hướng Dương tiểu thư này. Cho chị Hải Chu 4 bộ 4 màu này, 2 này, 3 này. 4 bộ 4 màu cho chị Hải Chu này. Tiểu thư kèm cân nặng dùm em mọi người nhá. Đồ hôm nay đẹp hơn hôm qua. Đồ ngày nào em thấy đẹp mà chị. Lên comment là tiểu thư 39.000 kèm cân nặng dùm em. Nay em mệt em xả hết cho mọi người thôi. Thật nay mệt thật sự. Nay mệt tính nghỉ like luôn mà sợ nghỉ like. Các chị bảo em là like cho chị dồn luôn. Like. Chị Hải Chu 4 bộ tiểu thư cho chị Hải Chu này. Cho chị Lương Thư 17 cân đi xuống dưới nhà đi con ơi. Có tiểu thư dài luôn chị Hải Chu ơi. Tí xả luôn đi xuống đi con ơi. Cho chị Vinh Hoa một bộ cho chị Vinh Hoa này. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em nhé. Tiểu thư 39.000 cái giá nằm mơ chưa bao giờ có chị ạ. Không có 8 cân đâu chị Phạm Diễm ơi. Em có 8 cân đâu, lấy mười mấy cân đi. Em còn một bộ tiểu thư nữa, chị nào lấy thì comment nốt là tiểu thư nha. Trời ơi nó đẹp xuất sắc luôn, em nói thật luôn đó chị ạ. Nó đẹp lắm luôn đi. Nhận hàng nếu mà xấu cho chị quay đầu luôn ạ. Thật sự luôn, dám nói công khai trên live luôn. Em mê nó là mê nó có cái túi này. Và toàn bộ cho em nó là cách điệu hết toàn bộ luôn cho em luôn. Hàng này người ta bán chị nếu mà bán live rẻ như vứt đi phải bán 55.000 một bộ. 55.000 một bộ là rẻ nhất luôn. Đó đấy là người ta bán live cho chị ấy. Chị nào lấy comment cho em mọi người nha. 39.000 đồng một bộ cho em. Vừa bán vừa tặng cho chị để lấy tương tác. Thì Phạm Diệu có lấy bộ này lấy này. Còn có một bộ thế hết hàng này nè. Còn một bộ thế hết hàng luôn. Đây kiểu thư dài này xả nốt cho chị luôn. Chị nào không mua được cái giá ngày hôm nay thì quá phí luôn. Và cũng đừng ganh nhau về giá giúp em nha. Em đã nói đâu này, em xả thì em xả cho mọi người thôi. Đây là bộ tiểu thư tay dài cho em. Hàng đẹp xuất sắc luôn. Nè nhìn cho em này. Nhận hàng chất xấu em bao quay đầu cho chị luôn ạ. Đẹp chưa? Trời ơi nhận hàng nha em, chị chỉ có sướng và sướng thôi. Chỉ có sướng và sướng thôi mọi người. Quần cho em quần dài nha. 20 cân đổ lại em bao vừa mã này. Mã này chị lên comment và ra mã bộ dài kèm cân nặng lên dùm em. Chi ân cho chị bao tiền đấy. 40.000 một bộ được chưa? 40.000 đồng một bộ. Em xáo chị, em nói thật phải nói là lỗ lòi mắt luôn ý. Lên comment và ra mã bộ dài 40k này, hứng thì xả cho mọi người thôi. Chứ còn không bao giờ,
Không bao giờ cái giá này có trên live nhà em lần thứ hai nữa đâu. Lên comment là mã bộ dài 40.000 với em chị nhá, 40.000 các chị không bao giờ đi mua được bộ đồ hàng đẹp xuất sắc như thế này luôn. Sờ cái chất của nó mát, nó mềm, nó mịn, nó đã gì đâu luôn ý. Tiểu thư làm gì có 30 cân chị ơi, không có 30 cân đâu, chỉ có size nhỏ thôi. Ok cho chị Phạm thì em lấy bộ vàng này luôn, 39.000. 39.000 còn phải suy nghĩ mãi mới lên được comment, chị bà luôn. Lên comment là mã bộ dài kèm cân nặng dùm em 1, 2, 3, 4 cho chị Hải Trung, 4 bộ này, 5 bộ cho chị Hải Trung này. Em nói thật, chị nào không chốt được mã này quá phí luôn. Quá là phí luôn các chị ạ. Chị Ân cho chị có 40.000 một bộ. Giá này em bao chị đi nhập xỉ không được giá này luôn. Nếu mà đúng mà hàng chất lượng giống như của em này, bao chị đi nhập xỉ không được luôn. Cái chất này nó chất dài nhưng mà nó chất mát các chị ạ, chứ không phải là chất nóng đâu, nên các chị đừng sợ là bộ dài này chất nóng. Bộ dài này của em nó là bộ dài chất mát nha. 2, 4, 5 bộ cho chị Hải Chu này. Chị Hải Chu 5 bộ này. Rồi chị nào lấy như chốt rồi gen. Ngày mai em quay về giá cũ em, chị đừng hỏi là sao mới hôm qua bán giá này. Em nói là cái giá này chỉ có ngày hôm nay thôi. Còn khăn mặt chị ơi, em còn khăn mặt. Ôi ôi nhìn cho em này phê quá chị ơi, phê lòi luôn cho em luôn. Mấy cái hình thù này con nít nó rất là thích luôn các chị ạ, cực kỳ thích luôn. Đó. Xinh không các chị ơi, xinh không ạ? Trời ơi, phê lòi luôn cho em luôn, quá đẹp luôn. Chị nào lấy thì chốt nha mọi người nha, bộ dài 40k cho em. Ít hôm nữa mà trời mưa mưa xuống kiếm bộ này lòi mắt tạm không có luôn. À mạng chậm mà. Mạng chậm nó hay bị thua thiệt rồi. Rồi chị nào lấy comment là bộ dài 40k cho em, giá chỉ có hôm nay thôi, ngày mai em quay về giá cũ là 45.000 chị nhá. Bộ dài 40k. Khăn mặt em còn đấy, còn lấy khăn mặt thì chốt khăn mặt phải giúp em nha. Rồi mã này cho em, bộ hoa chất lụa cho em luôn, xả luôn. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em nha. Cái này form nhỏ lắm các chị ơi, form này dành cho bé từ 10 cân đổ lên cho em, form rất là nhỏ luôn. Chất lụa hàng đẹp lắm luôn ý. 10 cân đổ lên cho em cho đến khoảng chừng 15 cân đổ lại em bao vừa, form này là form nhỏ thôi nha, mà chất đẹp lắm luôn ý. Chị nào lấy mã này chị lên comment vào giờ mã B4 kèm cân nặng dùm em, nhìn cho em là bộ đồ này xinh không. Chốt ra B4 kèm cân nặng em tặng cho mỗi bé một bộ 35.000 đồng được chưa? 35.000 một bộ, cái giá chưa bao giờ bán luôn ý. Quần cho em là quần lỡ này, xinh không các chị ơi, cưng xỉu luôn không. Chốt là B4 35k kèm cân nặng, em bao giá và bao chất toàn quốc cho mọi người luôn. Nhận hàng không đẹp không lấy tiền. Em bán cho mọi người này để các chị mua được hàng rẻ, các chị giới thiệu bạn bè ủng hộ cho em thôi. Nó có cái lợi em ở chỗ đó, chứ em bán rẻ cho mọi người mà các chị mua được hàng giá rẻ thì các chị giới thiệu bạn bè ủng hộ cho em cũng là một cái lợi của em ở chỗ đó. Bộ dài không có 28 cân chị ơi. Không có 28 cân chỉ có 10 cân thì chị Tâm Thanh ạ, chứ có 28 cân. Cho chị Tâm Thanh một bộ này. Tâm Thanh một bộ dây Tâm Thanh này. Mua hộ em vừa nhận hàng, mọi người thích lên bảo mua hộ. Cảm ơn chị Hiền Trương Thị nha. Bộ dài cho chị Lương Thư một bộ 17 cân dây Lương Thư. Bán đi cho mọi người giới thiệu khách ủng hộ em thôi. Nói thật sự một câu luôn, cái lợi của em nó chỗ đó. Nên nhiều khi bảo tại sao mà phải bán rẻ. Bán rẻ là để lấy khách thôi mọi người ạ. À. Người ta bán rẻ để người ta là em bán rẻ để em lấy khách thôi. Bán rẻ là hàng đẹp chứ không phải bán rẻ mà hàng vớ va vớ vẩn bán cho mọi người nha. Ok chưa? Rồi mã này chị lên comment vào cho mã B4 35.000 và kèm cân nặng dùm em. Mã này 35.000 chị nào mà không lấy thì quá phí luôn, em nói thật quá phí luôn cho em luôn. Cái này là giá xả kho cho mọi người thôi chứ ở đâu đâu mà có giá này. Bao cho chị đi nhập xỉ hỏi buôn cả vạn vạn cái cũng chẳng có giá này luôn. Thì tặng cho mọi người thôi. Rồi chị nào lấy chốt cho em là B4 35k mọi người nhá. Bộ dài cho chị Cúc Hoàng này. Cúc Hoàng 15 cân. Cúc Hoàng mãi mới thấy các chị được lên được comment. Bán giá này mà các chị mãi mới thấy lên được comment. Giá này em thật chứ thích thì chốt, thì chẳng cần phải suy nghĩ các chị ạ. Đâu phải tiền trăm đâu mà các chị cần phải suy nghĩ. Nói thật luôn, giá quá rẻ luôn mọi người. Chị Cúc Hoàng 2 bộ chị Cúc Hoàng này. Thay vì người ta bán đắt, người ta bán ít hơn nó cũng vậy. Cả buổi người ta bán được vài bộ. Còn em bán rẻ thì em bán cho mọi người. Số lượng nó địch nhiều hơn thì chia ra nó cũng
nó không vậy à? Ngâm hàng chết tiền vốn thì cũng vậy thôi. Khăn mặt là 49.000 năm cái chị ơi, khăn mặt là 49.000 năm cái chị ạ. Khăn mặt này em còn một set cuối cùng nữa thôi là hết hàng rồi mọi người ơi. Khăn mặt này em đã nói rồi, hàng em đến tay mọi người toàn là hàng chất lượng không à, chứ em không bán hàng vớ vẩn cho mọi người đâu. Chị nào lấy mã này chị lên comment là khăn mặt kèm số lượng giùm em nhá. Em chỉ còn đúng một set khăn mặt là hết rồi. 10 cái là giá 95.000. 10 cái cho em là giá 95.000 và các chị mua 5 cái là giá 49.000 nhá. Đó, khỏi cần phải giới thiệu, chất bao xịn luôn. Còn người ta bán cho mọi người rẻ hơn là cái loại khác đây mọi người ạ. Nhận hàng nó khác nhau hoàn toàn luôn. Không bao giờ có cái chuyện mà rẻ mà lại chất lượng hơn là không bao giờ có. Em bán cho mọi người là rẻ nhất luôn, là không còn ở đâu mà rẻ hơn được nữa đâu. Đó, bảo đảm cho mọi người là hàng xịn luôn. Thực ra cái giá bán cho chị quá rẻ luôn. Hàng xịn sò loại 1 luôn. Lên comment là khăn mặt kèm số lượng với em nhá. Em bảo rồi, không có ham lợi nhuận. Bán cho các chị là lời rất là ít luôn, không có ham lợi nhuận gì hết cả. Nhưng quan trọng là mình chơi với nhau được lâu dài, mình hợp tác với nhau được lâu dài, đúng không chị? Ăn lãi nhiều quá, người ta mua một lần người ta cũng khiếp, người ta bỏ chạy luôn. Bộ 35.000 chị nào lấy comment ra mà B4 35k kèm cân nặng dùm em mọi người nhá. B4 35k kèm cân nặng dùm em. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em với. Khăn mặt cho chị Hiền Trương Thị này, khách mới inbox địa chỉ số điện thoại phần tin nhắn dùm em mọi người nhá. Chị nào có đơn mà không inbox địa chỉ số điện thoại em xả đơn một lần, em không chốt đơn lại lần thứ hai đâu, nếu các chị lưu ý dùm em. Đó, em bán hàng như thế này cũng là công việc của em chứ không phải là trò đùa đâu, nên là các chị mua hàng thì xác định mua hàng thì các chị nhớ là inbox địa chỉ số điện thoại để ngày mai chốt đơn và đi đơn cho mọi người nhá. Chị Huyền Trương Thị 5 cái khăn mặt cho chị Huyền Trương Thị này, cho chị Vinh Hoa 5 cái khăn mặt là hết luôn, hết hàng đó chị ạ. Rồi tạm thời là hết khăn mặt rồi chị nhá, hết khăn mặt rồi. Khi nào lấy bàn chải thì comment bàn chải cho em, bàn chải em còn có 3-4 set nữa thôi, hết hàng rồi. Khi nào xài mua bàn chải cho em thì biết rồi, em bán quá nhiều rồi ha. Comment là bàn chải cho em mua bên ngoài là 12.500 đồng một cái, em bán cho chị. Thực sự luôn, nếu mà người ta bán chị cả set này người ta cũng phải bán giá cao hơn chứ người ta không bán giá giống em đâu. Em bán chị cả một set 10 cây như thế này mua để dành cho bé em mà xài. Bao tiền ạ? 45.000. 45.000 đồng một set bàn chải 10 cây cho em. Comment cho bàn chải kèm số lượng 5 cái là 25.000 cho em mọi người nhá. 5 cái là 25.000, còn 10 cái cho em là giá là 45.000. Mua cả 10 cái về mà xài, tính ra các chị mua 10 cái nha em, mà các chị mua thị trường được có 3 cái chứ nhiều. Đúng không ạ? Lên comment rồi cho em mọi người nhá. Đây chị nào vừa hỏi đồ size nhỏ đây, còn mấy bộ tặng nốt cho mỗi bé một bộ không anh nhau về giá cho em. Cái này từ 6 cân đổ lên cho em mọi người nhá. Từ 6 cân đổ lên cho em. Chấm chấm lên dùm em với. 6 cân đổ lên cho đến 12 cân đổ lại em bao vừa xảo chị, giá lỗ tụt quần luôn các chị ơi. Trời ơi, quần này cho em là quần ngố luôn này. 6 cân cho đến 12 cân đổ lại em tặng cho mỗi bé một bộ với giá bao tiền? 30.000 nốt đi. Các chị lên comment là tặng bộ 30k và chị kèm cân nặng dùm em. 30.000 đồng một bộ đồ. Có nhà sản xuất nào mà sản xuất ra bộ đồ đẹp như này mà 30.000 đúng không chị? Chắc chắn là không bao giờ có đâu. Trai gái đều mặc được cho em luôn. Lên comment nói ra mã tặng bộ 30.000 nha. Cái này nó là cách điệu cho em bo chun này, thấy không ạ? Chứ không phải là lỗi hay là gì đâu. Đẹp chưa? Tặng bộ 30.000 mà em. Vừa bán vừa tiếc các chị ạ. Nói thật sự một câu là vừa bán vừa tiếc luôn. Em xả lỗ sấp mặt luôn. Nên là các chị nhớ mình chia sẻ livestream để chế độ công khai dùm em mọi người nha. Ấn thích like lên dùm em với mọi người. Đang xem live cho em xin nút thích like nào. Bàn trả cho chị Vinh Hoa. Chị Vinh Hoa nhắn tin địa chỉ số điện thoại phần tin nhắn dùm em chị Vinh Hoa nhé. Chị Vinh Hoa này là khách mới này, nhắn tin địa chỉ số điện thoại và phần tin nhắn dùm em. 5 cái bàn trả cho chị Vinh Hoa này. Ok chị Vinh Hoa, 5 cái bàn trả. Cái này 5 cái rời, chị nào lấy chốt nốt dùm em đi mọi người. Tặng bộ 30.000 với em. 30.000 thôi chị Hiền Trương Thị, không phải 35.000 đâu, 30.000 thôi. À tặng bộ 35.000 size lớn nhất đã. Ok, size 35.000 size. Có ba Tráng không? Ba Tráng có đi không? Đi đi. 35.000 cho chị Hiền Trương Thị này.
Đi ra đi con ơi, nói nhiều quá mệt quá, đang bán hàng nè. Chị Phạm Diễm một bộ này. Ok, Phạm Diễm một bộ đây. Phạm Diễm, Phạm Diễm lấy hai bộ đúng không? Con này nhỏ lắm, nhỏ xíu à. Cho Phạm Diễm một bộ trước đi, cho Phạm Diễm này. Hello chị ta Lan Phương nha. 30.000 à. Lấy luôn cho em bộ đó đi, bộ đó đẹp mà. Cho Phạm Diễm thêm bộ cho Phạm Diễm này. Ok chị Phạm Diễm hai bộ dạy Phạm Diễm này. Cho chị Hiền Trương Thị một bộ này, chị Hiền Trương Thị này. Mang thích em bỏ ra cho. Nhưng mà em nghĩ lấy hết cũng được, bộ đẹp mà. Chị Hiền Trương Thị một bộ dạy Hiền Trương Thị này. Rồi chị nào lấy nữa comment ra mã tặng bộ 30.000 đẹp cân nặng dùm em nhé. Bán 30.000 bộ đồ chị ạ. 30.000 một bộ đồ cho mọi người luôn. Đây bộ này hồi trưa nay chị nào chưa được các chị chốt nốt phải gem này. Em tặng cho mọi người 29.000 đồng một bộ làm quà. Rẻ như cho. Đây 29.000 đồng một bộ cho em nhá, 29.000 đồng một bộ. Bây giờ em còn size cho bé khoảng chừng 10 cân đổ lại. Các chị lên comment là tặng bộ 29k rồi gem. 29.000 có bộ đồ đẹp như thế này mặc luôn. Sướng không? À, tặng bộ 29k 11 cân đổ lại em bao vừa nhá, 11 cân đổ lại em bao vừa. Chốt là tặng bộ 29k, chị nào chưa được thì mình chốt thôi. Bộ đồ xanh nào chị Tâm Thanh nhỉ? Bộ đồ xanh nào? Còn 3 bộ nữa, chị nào lấy chốt nốt về cho em mọi người nha. Chị nào lấy chốt nốt về cho em. Tặng bộ 29.000 cho em. Mã này cho em là set chân váy nữa các chị ơi, tặng cho một bé một set nốt luôn này. Set chân váy các chị nhá, size này dành cho bé khoảng chừng từ 8 cân đổ lên cho em. 8 cân đổ lên nhìn cho em là tay bồng này, xinh không? Set hàng cao cấp luôn này, tay là tay bồng hàng thiết kế luôn đấy. Cho đến khoảng chừng 15 cân đổ lại em bao vừa thôi chị nhá, 15 cân đổ lại em bao vừa thôi. Chị nào lấy mã này các chị lên comment vào đấy cho là mã 15-16 cân đấy. Mã này chị lên comment bây giờ mã T1 kèm cân nặng dùm em, T1 kèm cân nặng dùm em tặng cho các chị set mày nốt 35.000 được chưa? 35.000 một set, lên comment là T1 vừa bán vừa tặng cho chị cho hết hàng thôi. T1 giúp em nhá. Tặng bộ 6 cân cho chị à. Chị Thanh Hà bộ tặng 6 cân cho Thanh Hà này. Ok chị Thanh Hà bộ cho Thanh Hà này. Tặng bộ 29.000 cho chị Hạnh Quyên Phạm. Hạnh Quyên Phạm này. Chị Hạnh Quyên Phạm một bộ. Cái nằm dưới đó. Cái nào nằm dưới đấy ta? Tặng bộ 39.000 hồng là cái gì? Không chọn màu đi chị ơi, chọn màu là em không chốt đâu. Tặng bộ 29k cho chị Thân Thị Toan 9 cân, chọn màu không chốt đâu. Hàng đâu theo cận màu nó mà chọn. Cho chị Thân Thị Toan một bộ đây, Thân Thị Toan này. Ok chị Thân Thị Toan một bộ này. T1 35k cho chị Hoa Hướng Dương một set này. 14 cân ok chị Hoa Hướng Dương một set này. T1 kèm cân nặng giùm em mọi người nhá. Hoa Hướng Dương một set cho chị Hoa Hướng Dương này. 6 cân cho chị Thanh Hà một bộ chị Thanh Hà. Nhớ là có đơn các chị inbox địa chỉ số điện thoại phần tin nhắn giùm em nhé, chị Thanh Hà một bộ này. Rồi bán em chị lên comment là T1 35.000 và chị kèm cân nặng giùm em mọi người nhá. Em chi ân cho chị giá là 35.000 đồng một set hàng thiết kế đẹp này luôn. Tại vì sao ạ? Tại vì em không còn nhiều hàng nữa nên em chi ân nốt cho mọi người thôi. Đó, nhìn cho em này, chân váy nó chân váy body cho em đẹp không? Cách liệu quá là xinh luôn. Về nhà các chị nhận chất các chị biết chất rất là đẹp luôn, nó chất lụa mọi người ạ. Chốt tên là mã T1 các chị nha. Cái này 16 cân đổ lại em bao vừa, chốt tên là T1. Ok thì Hiền Trương Thị này. Hiền Trương Thị này.
bộ 35.000 xả 35.000 đẹp thế mà chị nào chốt. Trời ơi thật sự luôn ạ, xả bán 45.000 xả 35.000 mà chị đi chốt. Rồi chị nào lấy T1 nữa không? Chốt lên là má T1 mọi người nhá. T1 em xả chị 35.000 đồng một set thôi. Trời ơi nó rẻ hơn là cái gì luôn chị ạ, rẻ hơn cả bó rau muống luôn nữa. Nhưng chào chị Phạm Thị Mỹ Phượng nha. Nhớ là mình chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em với. Chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em rồi em lên cho mọi người một mã này nhá. Cái mã này thực sự mà nói chị nào chốt thì chốt thôi. Hàng này em nói thật với các chị luôn, không nói điều mất lọc luôn nhá. Cái hàng này là hôm Tết thì em bán cái váy này là giá là 169.000 hay 179.000 em không nhớ nữa. Nó là váy công chúa hàng cao cấp, cái này từ 6 cân đổ lên là bé đã mặc được rồi. Và hôm bữa em xả là 99.000 đồng một cái. Hàng này em nói các chị mua bên ngoài là 350.000 một cái, không bao giờ có dưới. Nó là hàng cao cấp nhá, thường thường các chị mua ngoài chợ không bao giờ có. Hàng thiết kế như thế này. Cái này size cho bé khoảng chừng từ 6 cân đổ lên cho đến 11 cân đổ lại, em bao vừa mọi người nhá. 6 cân đổ lên cho đến 11 cân đổ lại. Các chị lên comment mã về ra mã công chúa kèm cân nặng dùm em. Em xả cho chị vừa bán vừa làm quà tặng cho bé cái váy này với giá là 79.000 một cái. 79.000 đồng một cái, nói thật luôn, lỗ quá nhiều luôn mà còn hai cái em tặng nốt thôi. Cái này các chị mua về mặc cho con đi chơi đi tiệc thì quá sang luôn. Đẹp không? Đó, còn chị nào mặc sinh nhật đồ này kia thì quá là ngon luôn. 79.000 này bán bên ngoài 350.000 một cái đấy. Có khóa kéo ở đằng sau cho em. Đấy các chị nhìn cho em là có khóa kéo ở đằng sau nhá. Lên comment là công chúa 79.000 cho em. Nếu mà các chị, em nói thật, nếu mà các chị vừa thì các chị nên chốt cho con. Vì em bán rẻ chiên cho mọi người, giá nó quá rẻ luôn. Giá nó quá rẻ luôn, nếu như mọi người nên là các chị chốt được thì các chị chốt. Vì giá này nói thật luôn, mình tiêu 100.000 các chị tiêu nhoàng cái nó cũng hết. Mà nên em xả nó quá rẻ, hôm bữa em xả 99.000 mà khách em còn tranh nhau chốt luôn đây. Mà tại vì size nhỏ quá nên là bị rớt lại. Chứ hôm đấy mà em có thì em có mới chốt thêm được cả 5-6 cái, 7-8 cái nữa. Rồi chị nào lấy thì lên comment với em nhá, xả nốt cho chị 79.000 cho chị sướng luôn. Vừa thì các chị chốt về cho con mà vừa bán vừa tặng cho chị thôi chứ em nhập vào đâu được giá này đâu. Tết em bán 169.000 nữa. Lộ quá nhiều luôn. Mày điên à, giờ này mày đi mặc áo len. Lại thần kinh. Giờ này đi mặc áo len. Cái vị khủng à. Mặc bộ quần đùi đi cho mát. Lên comment nói ra mã công chúa 79.000 cho em. Tao mệt quá. Quá tiếc luôn, em nói thật luôn. Cái đấy các chị không chốt lần sau em về giá 99 thì em không bán giá đấy đâu. Bán tính bán tặng cho mọi người mà các chị còn tiếc, các chị không dám chốt. Thật sự luôn. Có 79.000 cái váy hàng cao cấp người ta bán 350 đấy. Rồi má này giúp em là set tầng các chị ơi. Đẹp không ạ? Xả cho mỗi bé một set 39.000 nốt đi. Comment duyên là má set tầng 39.000 và chị kèm cân nặng dùm em. Cái quần này của em nó là quần lỡ cho em chứ không phải là quần, chứ không phải là nó là quần đùi nha, được chưa ạ? 22 cân đổ lại, bé nào gọn gọn người thì 22 cân đổ lại em bao vừa. Lên comment là mã set tầng 39.000 kèm cân nặng dùm em. Set này nó là set thiết kế đấy mọi người ơi, set thiết kế này mặc lên cưng chưa? Mặc lên cưng ơi cưng luôn. Quá đẹp luôn. Comment là set tầng 39k rồi dê. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em mọi nhá. Chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Set tầng 39.000. Chị nào lấy thì chốt tôi, giá này em không giảm hơn được nữa đâu. Xả này là lỗ quá nhiều nên toàn là xả lỗ cho chị không. Chị nào lấy thì mình chốt được cho em nhá. Rồi mã bộ tiểu thư này em còn thêm một mã bộ này nữa các chị này. Tiểu thư đồng loại kia và tiểu thư một mã bộ này cho em nữa. Tiểu thư này cũng 20 cân đổ lại cho em vừa. Nè, cưng không các chị ơi, cưng không, đẹp xuất sắc chưa? Mã này chị lên comment nốt với ra mã tiểu thư kèm cân nặng dùm em, nhìn cho em là xinh không? Tiểu thư xả nốt 39.000 cho chị luôn. Nhìn cho em là có hai cái túi giả đằng trước này, quá đẹp luôn mọi người nhá. Xả nốt cho chị 39.000 đồng một bộ, comment tiểu thư 39k. Tiểu thư 39k kèm cân nặng dùm em nha. Ôi giả giá khủng khiếp quá các chị ơi. Đẹp quá. Hai cái túi này nhìn cưng gì đâu luôn á. Bé trai còn, em còn size nhỏ à. Hết size lớn rồi. Comment là tiểu thư kèm cân nặng với em mọi nha. Tiểu thư, tiểu thư em xả nốt cho chị 39.000 thôi. Nào lấy chốt.
nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em mọi người nhá, chia sẻ để chế độ công khai lên dùm em. Tôi xả rẻ như cho luôn mà comment còn không lên nổi. Đồ bé trai em hết rồi chị ơi, đồ bé trai em thì còn có ít thôi, không còn nhiều đâu. Đồ bé trai em còn có ít nữa, chị nào lấy thì mình chốt rồi cho em nhá. Có chị ơi, em chỉ có quần bây giờ quần em chỉ có quần quần bò thôi. Quần bò lỡ chị ơi chứ không có quần ấy gì hết. Chưa bán mà đã tụt view rồi chị ạ. Tối nay like chán quá. Tao bảo mày cởi cái áo đấy ra, nóng như củi đi mặc cái áo đấy mày bị điên à? Thằng này kiểu mày cũng không được khôn à? Người không được bình thường à? Trời nóng như thế này đi mặc áo len. 16 cân dậy Phạm Diễm này. Nhớ là chị nào có đơn các chị inbox địa chỉ cộng số điện thoại phần tin nhắn giùm em nhé. Phạm Diễm một bộ là Phạm Diễm này. Không chị nào lấy thì chốt, xả rẻ lắm luôn rồi các chị ơi. Chắc chẳng muốn like đâu chị ơi, xả rẻ lắm luôn rồi mà tương tác comment không lên, chẳng muốn like nữa. Hôm nay toàn là xả lỗi cho chị không, comment đứng im luôn. Mọi khi mà xả mấy cái dạo này mà tranh nhau có hàng luôn. Chị Diễm Ngô này có đơn cho ta, chị Diễm Ngô có đơn, chị Diễm Ngô 20 cân, chị Diễm Ngô bộ. Diễm Ngô một bộ đây, Diễm Ngô này. Ô, chị nào lấy tiểu thư comment là tiểu thư của em nhé. Mà nay cho em form 30 cân đổ lại, 15 cân đổ lại, lên cho đến 30 cân đổ lại em bao vừa các chị ạ. Các chị nhìn cho em này, quần này của nó là quần ngố cho em chứ không phải là quần đùi các chị nhá. Đẹp không ạ? Xuất sắc luôn cho em luôn. Chất vải này quá đẹp luôn các chị ơi. Chất này nó là chất hàng xốp cho em nhá. Chị nào lấy mã này chị lên comment là bộ ngố và kèm cân nặng dùm em. Mã này em chiên cho chị 40.000 là một bộ. Giá quá là bèo luôn em thật, 40.000 các chị chả bao giờ các chị mua được bộ ngố mà đẹp như thế này đâu. Form này còn form to 30 cân đổ lại cho em nữa cơ. Lấy cái comment bộ ngố 40k kèm cân nặng giúp em mọi người nhá. Bộ ngố 40.000 là gì? Đẹp lắm các chị ơi, nói chung là em bao đẹp cho mọi người luôn. Lấy ít nhất là hai bộ về cho con mà mặc chất đẹp mát lắm. Tiểu thư hai bộ cho chị Diễm Ngô này. Chị Diễm Ngô inbox địa chỉ cộng số điện thoại phần tin nhắn giúp em chị Diễm Ngô ơi. Cho chị Diễm Ngô thêm một bộ nữa là hai. Ok, chị Diễm Ngô thêm bộ là hai. Chị nào lấy bộ ngố các chị chốt riêng là mã bộ ngố nha mọi người nha. Bộ ngố em chiên cho chị 40.000 thôi. Hàng này đẹp lắm luôn, xuất sắc luôn, đỉnh của đỉnh luôn. Bộ ngố 40k kèm cân nặng rồi chị. Bộ ngố dậy Thanh Kiều Nguyễn 23 cân này. Lấy hai bộ các chị ạ, lấy một bộ về mất công lại tiếc. Đẹp này lấy một bộ mất công lại tiếc đấy. Chị Thanh Kiều Nguyễn một bộ này 40.000 một bộ thôi. Nó nhiều hình lắm các chị ơi, mà nói chung là toàn hình đẹp thôi ý. Này cho chị xem này. Ôi chất nó đẹp, em nghĩ là các chị mua ít nhất cho em là phải hai bộ. Chất nó dày dặn, nó nặng, nó xịn xò lắm luôn ý. Đẹp quá. 40k thôi chị nha, 40k thôi. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em mọi người nha. Chị nào lấy bộ ngố không em nốt thì em bộ ngố 40k. Đây mã bộ bé trai có mã bộ đũi này các chị có chốt không này, xả nốt đâu chị luôn này. Bộ đũi của bé trai size này dành cho bé từ 8 cân đổ lên cho em cho đến 16 cân đổ lại em bao vừa lên chất đũi cho em nhá. Em xả nốt 35.000 cho bé luôn. Các chị lên comment ra mã bộ đũi 35.000 và kèm cân nặng dùm em, đũi này cho em hàng cao cấp nha. Đó, comment là bộ đũi 35.000 rồi xem.
trả giá khủng khiếp quá chị ơi. Bộ đủ 35.000 kèm cân nặng. Lỗ sắp mặt luôn. Mã này các chị mua nếu vừa lấy ít nhất là 2 bộ về mặc các chị cho đỡ phí. Em nói thật lấy 2 bộ về mặc cho con cho đỡ phí luôn, rẻ quá luôn. Lấy một bộ mất công về đẹp quá, mất công là biết thế, đấy lấy mấy bộ về cho con mặc xong ai biết nó đẹp quá về đâu. Cứ tưởng là bán rẻ là không đẹp, ai ngờ về đẹp hết sảy luôn. Không có chị ơi, làm gì có 29 cân, 30 cân chị ơi. Bộ ngố này 35.000 thôi. Chị nào lấy thì mình chốt lại cho em. Đủ 4 bộ cho chị Hải Chu này. Ok chị Hải Chu, 4 bộ cho chị Hải Chu này. Bộ đủ 15 cân đấy, thân chị toan một bộ này. Cho chị Phạm Diễm một bộ này. Bé trai này size nhỏ chị Tâm Thanh. Phạm Diễm một bộ này. Quần bò bé trai và bé gái đẹp quá nhìn. Là sao? Rồi chị nào lấy bộ đủ cho bộ đủ đi em nhá. Còn 3 bộ xả nốt 35.000. Em xả nốt cho chị 35.000 một bộ cho mọi người. 35.000, 35.000 một bộ. Nhớ là chia sẻ và lấy chế độ công khai lên dùm em. Rồi mã này cho em nó là set thiết kế cho bé này. Các chị là set thiết kế cho bé nha. Quá đẹp luôn, set này hôm bữa em bán là 45.000 đồng một set đấy. Chất của nó chất cốt tông, hàng đẹp nha mọi người nha. 20 cân đổ lại em bao vừa mã này luôn, nhìn cho em cái áo của nó đắp vạt chéo này. Hai bên của em là rút dây ở hai bên mọi người nha. Chị nào mã này không lấy quá tiếc, nó xả nốt 39.000. Cái quần này cho em là dáng quần chân váy cho em quá đẹp luôn. Các chị lên comment vào đây giờ mã S2 kèm cân nặng dùm em. S2 kèm cân nặng dùm em, xả 39.000 nốt cho mọi người nha. 39.000 chốt thế là S2, quá sang luôn. Vừa sang này vừa đẹp nữa chị. Chốt là S2 mọi người nhá, S2 39k thôi. Không chị ơi, không có vừa đâu chị Tâm Thanh ạ, hết rồi không có vừa nha. Chị nào lấy mình chốt thế là S2 em xả nốt 39.000 cho chị chốt đấy, đẹp chưa? Chất cốt tông cho em hàng đẹp luôn. Bao quá chị đi mua buôn cũng chẳng có giá này luôn các chị ạ. Mua buôn chẳng có giá này luôn. Màu nào đẹp, màu nào xinh, S2 39.000. Mê quá, cái chân váy mê quá chị ơi, đẹp. Bà lên một mình hay bà lên một chả? À thế à, chị Huyền Tương Thị đẹp đúng không? Em bảo là quần đó có chuẩn hàng chốt trăm số 160.000 không? Có chuẩn hàng số 160.000 không chị? Ok chị nha. S10 3 bộ. Chị Tâm Thanh ơi lên cân nặng dùm em đi chị Tâm Thanh. Em xả 39.000 đồng một bộ này thôi, nên em xả nốt cho mọi người thôi các chị ạ. Chị nào lấy thì mình chốt nha. Đó thấy chưa, em nói có điêu đâu, rất là đẹp luôn. Có pyjama bé 28 cân không? Em có chị Lê Thịnh ơi. S2 chị Thanh Hà 20 cân chị Thanh Hà. Em bảo rồi, cái quần em bán 59.000 chuẩn hàng shop là bán 160.000 đấy, không nói điêu. Đó thấy mà các chị nhận hàng các chị tự biết cảm nhận về chất luôn. Nói chuẩn đét luôn, em bán cho chị lãi rất là ít luôn, thật lãi rất là ít luôn.
lãi cực kỳ ít luôn ý. Chị Thanh Hà này, cho chị Tâm Thanh này, đâu phải bán chị hàng hàng hàng, đâu phải em bán cho mọi người là hàng rẻ mà không là hàng không chất lượng đâu, bây giờ có nha. Chị Tâm Thanh một set 10 cân đấy, Tâm Thanh này. Chị Tâm Thanh thì 3 set luôn à chị Tâm Thanh hay là sao? 3 bộ 10 cân hả? Hai bộ được hai bộ thôi chị Tâm Thanh ơi, được hai bộ thôi. Hai bộ thôi tại vì cái kia size nó hơi to chị Tâm Thanh. Đẹp quá. Rồi chị nào này S2 comment là S2 nhá, xả nốt 39.000 cho mọi người thôi. Ôi mã này đẹp nay mà không chị nào lấy, sợ thật luôn, đẹp quá chị ạ. F2 39.000 ở đây. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em mọi người nha. Chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Đây phép set form dấu quần này, chị nào lấy thì mình chốt nốt về dưới em này. 22 cân đổ lại em bao vừa các chị nhá. 22 cân đổ lại em bao vừa áo form rộng dấu quần này. Mã em bán tặng cho chị có 49.000 thôi. Chị nào lấy thì các chị lên comment là giờ mã S3 49k kèm cân nặng dùm em. Giá này quá rẻ luôn rồi chị ơi, giá này chả ở đâu có luôn này, ta bán bên ngoài 200 mấy nghìn một set luôn. Chốt cái này S3 nhá, chị nói này S3, chốt S3 rồi em, quần nó là chất quần u mì các chị ạ. Co giãn 4 chiều cho em thoải mái. S3 phải cho em lụa satin. Không có gì Tâm Thanh, không có đâu chị ạ. Mã này chị nào lấy thì comment là S3 nhá. Áo form giấu quần cho em có 49.000 đồng một set thôi. Chị nào lấy thì mình chốt. À này hôm bữa về các chị tranh nhau chốt xong bắt đầu em mới về thêm đấy. Em về thêm em vét nốt ở xưởng đấy, chứ còn không thì là hết rồi chứ không còn hàng đâu. Bữa chị tranh nhau nhớ không, tranh nhau có hàng không. Thôi chị nào này S2, chốt S2 vào xem. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai dùm em mọi người nha. Chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em với. Chán quá, lên hàng cứ sạc sạc cái này buồn quá chị ơi. Pyjama rồi em chỉ tay ngắn quần dài hoặc là tay dài quần dài thì nó mới có size to thôi. Pyjama tay dài quần dài hoặc tay ngắn quần dài mới có size to thôi. Rồi mã này giúp em các chị ha, dạng áo cơ đốc tốt cho em. Các chị chốt ủng hộ em đi, nay em mệt quá chị ơi, ủng hộ em cho em hết hàng để em nghỉ sớm đi mọi người. Quần chân váy cho em xả nốt cho chị 39.000 đồng một set luôn. Form này 20 cân đổ lại em bao vừa, các chị lên comment là S4 kèm cân nặng dùm em ở nha, xả 39.000 thôi. 39.000 đồng một set, 39.000. 39.000 thôi, lấy chốt rồi đây. S4 kèm cân nặng dùm em. Chị nào này S4 chốt S4 mọi người nha. Cần phải giới thiệu nhiều nữa, rẻ quá nó đời chẳng cần phải giới thiệu. Rồi mã này cho em còn có 2, 4, 5 cái cuối cùng thôi là hết hàng. 5 cái cuối cùng thôi là hết hàng các chị ạ. Mỗi một cái là kèm theo một cái bờm cho bé nó rất là đẹp luôn nha. Hết rồi chị Tâm Thanh ơi, không còn đâu chị ạ, hết rồi. 15 cân em hết rồi. Mã này chị lên comment là váy hoa kèm cân nặng vào đấy giúp em này, được chưa? 30 cân đổ lại em bao vừa, chốt đây là váy hoa. Mẹ. Em tặng cho chị cho bé với giá là 45.000. 45.000 đồng một váy các chị nhá, 45.000 một váy. Chị nào lấy lên comment là váy hoa ở gen 45k. Nhớ là chị nào chưa đủ đơn các chị cố gắng chốt cho đủ đơn, mà có đơn inbox địa chỉ cộng số điện thoại và phần tin nhắn dùm em mọi người nha. Đừng chị nào có đơn mà không inbox ngày hôm nay rất là mệt luôn, nó xả giá quá rẻ thôi, ba áo inbox là chặn luôn đấy.
không cần nói nhiều đâu, chị đóng inbox mai em chặn luôn, nhớ giúp em nhá. Ôi chị nào này váy hoa chốt váy hoa rồi Gen. Váy hoa chả biết lên cái gì, thấy các chị in comment quá chẳng biết lên gì, có lên gì đâu mọi người. Xả rẻ quá nó đâu mà các chị còn không chốt thì biết lên cái gì được đây. Toàn là xả lỗ không đấy. Váy hoa cho chị Thanh Kiều Nguyễn này, 45.000 váy hoa, còn có đúng 5 cái cuối cùng nữa, chị nào lấy thì chốt nha. Chị Thanh Kiều Nguyễn một váy hoa 45.000 cho Thanh Kiều Nguyễn này. Em tính xả váy thiết kế cho các chị mà em thấy em cứ lên đến hàng 4 mấy nghìn là các chị ngồi im luôn, em chả dám lên. Đầm hồng size nhỏ chứ không có size lớn nữa chị ạ. Rồi mã này giúp em, hàng này rất là xịn sò luôn mà đều size nhỏ. Hàng này size cho bé từ 5 cân đổ lên các chị ạ. Chất xịn lắm, hàng công ty luôn. Này các chị nhìn cho em này, 5 cân đổ lên cho em mọi người nha. Hàng công ty chất là chất cốt tông cho em, cực kỳ đẹp luôn. 5 cân đổ lên cho đến khoảng chừng 11 cân đổ lại, em bao vừa thôi, xinh không ạ, xịn sò chưa. Em tặng nốt cho một bé một bộ với giá là 35.000. 35.000 đồng một bộ, đây là hàng công ty cho em mà chất đẹp nha. Các chị lên comment và giờ mã bộ dài 35.000 với chị kèm cân nặng dùm em. Bộ dài 35.000 kèm cân nặng dùm em mọi người nha. Bộ dài 35.000 kèm cân nặng dùm em, sướng không ạ? Cái này từ 5 cân đổ lên cho em đã vừa rồi ha. Bộ dài 35.000, chị nào lấy comment là bộ dài 35.000 cho em. Trời ơi, chị nào bán shop mà lấy mấy cái hàng này treo shop bán nó mà bao ngon luôn, sướng không? Đẹp xuất sắc luôn. 35.000 xả nốt. Nào bán shop lấy về treo shop bán bao ngon luôn. Bộ dài cho các chị bán bao nhiêu cũng được, thật sự luôn. Chị Hiền Trương Thị này, 35.000 bộ đồ vừa bán vừa tiếp. Chị Hiền Trương Thị một bộ đây, Hiền Trương Thị này. Không chị Thanh Hà ơi, nhắn rồi thôi khỏi cần chị nhá. Nhắn rồi thì không cần nữa, chị nào không chưa nhắn thì mới cần thôi, chị nào nhắn rồi thì không cần nữa. Bộ dài 35.000 nữa chị không nghe nhầm giá, chị không nghe nhầm giá 35.000 một bộ. Nhung Nguyễn ơi, nay không ủng hộ em gì à chị Nhung Nguyễn? Nay không ủng hộ em gì hết vậy. Đây bộ hàng Quảng Châu này, bộ bé trai hàng Quảng Châu cho em này, không biết size này size gì đây. Chuẩn hàng Quảng Châu cho em luôn nha. Đuổi tàu hàng Quảng Châu. Bộ dài 35.000 cho Phạm Diễm một bộ này. Size nhỏ các chị chốt mã này đi mọi người. Xịn sò nay luôn 35.000. Phạm Diễm này. Đây bộ đuôi tàu hàng Quảng Châu cao cấp cho em này mọi người ơi, đẹp chưa, chất đuôi tàu cho em nha, cực kỳ đẹp luôn. Bộ này sao bị dính màu ít rồi. Mã này cho bé từ 8 cân đổ lên cho em cho đến 15 cân đổ lại chị ạ. 8 cân đổ lên cho đến 15 cân đổ lại, đuôi tàu hàng Quảng Châu cao cấp cho em luôn. Xả nốt cho chị 40.000 một bộ nốt đi. 40.000 các chị nha, 40.000 các chị lên comment là bé trai 40k kèm cân nặng dùm em được chưa. Bé trai 40k kèm cân nặng dùm em. Bộ dài 10 cân cho chị Hạnh Quyên Phan này. Chị Hạnh Quyên Phan 35.000 cho chị Hạnh Quyên Phan này. Rồi còn chị nào lấy bộ dài thì các chị chốt nốt lên là bộ dài 35.000 kèm cân nặng dùm em ha. Cái gì em cũng lên các chị ạ, mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ đi mọi người. Lần này các chị chẳng chị chia sẻ like cho em gì cả luôn. Chẳng yêu thương nhau gì cả hết luôn. Mã này comment nốt, mã cái này có chị comment vào dưới là mã bộ xanh 40k cho em nhá. Cái bộ này nó bị lỗi quần, nó hơi bị dơ xíu này các chị này. Các chị lên comment là bộ lỗi cho em đi, nó không nhìn thấy gì đâu, em gọi là bộ lỗi đi. Comment là bộ lỗi 29.000 nhá. Chị nào lấy mã này comment là bộ lỗi 29k rồi em.
Bộ này 15 cân đổ lại vừa cho em, chất đuối tàu hàng Quảng Châu. Bộ lỗi 25-29 nghìn. Bộ dài 13 cân không vừa đây chị Hương Hoa Hương Dương ơi, nhỏ lắm, nhỏ xíu xíu à. Nó nhỏ quá em xả nốt cho chị thôi. Rồi chị nào lấy bộ này comment giúp em nha. Chị Thư Tiên ơi, trưa nay có đơn rồi, tối nay không vào mà dồn đơn chị Thư Tiên. Tối nay không vào mà dồn đơn. Váy này còn có 3 cái, em tặng nốt cho 3 chị, 35 nghìn một váy được chưa? Lên comment mã này ra mà tặng váy 35 nghìn kèm cân nặng dùm em, 20 cân đổ lại em bao bé mặc đẹp luôn. Chị nào lấy mã này comment là tặng váy 35 nghìn cho em nhá, khiếp em nó thật luôn ý. Các chị bỏ mấy trăm nghìn ra các chị mua đồ nhà em được cả một tủ đồ luôn. Hàng vừa rẻ này vừa đẹp em nói thật luôn đúng không? Các chị không kiếm ở đâu mà được. Không kiếm ở đâu mà hàng mà vừa rẻ mà vừa đẹp giống nhà em đâu các chị ạ. Chị nào lấy các chị comment nốt với em nhá mọi người nhá. Tặng váy 35 nghìn kèm cân nặng dùm em. Váy lụa. Bộ lỗi cho chị Phạm Diễm này. Lỗi ít ra, có lỗi nhiều đâu, nó hơi dơ dơ có xíu à. Phạm Diễm này, 29 nghìn luôn này. Bộ xanh bé trai, đâm thanh 15 cân này. Nè nhìn cho em này, chuẩn hàng Quảng Châu chưa? Chuẩn hàng Quảng Châu cao cấp chưa? Tâm Thanh này. Chị nào lấy váy 35.000 comment là tặng váy 35.000 cho em nhá. 18 cân cũng không có đâu chị Tâm Thanh ạ, 18 cân cũng không có luôn. Rồi mà váy nơ hàng thiết kế này hồi trước em lên rồi nó còn có mấy cái nữa thôi, chị nào lấy thì chốt nha, đây là váy hàng thiết kế cho em. Nghe rõ cho em là váy hàng thiết kế. Form này bé nào gọn người 25 cân đổ lại em bao vừa luôn các chị ạ. 25 cân đổ lại em bao vừa nha. Xịn sò chưa? Chị nào lấy mã này nên comment là váy nơ kèm cân nặng dùm em bán cho chị ăn 45 nghìn một váy. Đây là hàng cao cấp cho em nha. Đó, nhìn cho em là biết là quá là đẹp luôn. Chốt cho em là mã váy nơ. Váy nơ 45 nghìn khiếp, cái váy đẹp như này bán chỉ có 45 nghìn một cái. Việc gì phải ra bên ngoài mua mấy trăm nghìn làm gì, vào nhà em có mấy chục nghìn. Váy đẹp mili luôn như này luôn. Có mẹ nào váy nơ 45k nhá. Váy nơ 45 nghìn kèm cân nặng dùm em. Còn màu đẹp thôi, xuất sắc luôn. Có mẹ này chậm, không biết lên cái gì được đây. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em các chị nhá. Các chị ngồi im quá, tương tác kém, các chị ngồi im quá, biết lên gì giờ đây. Chị Hương Thiên có đơn cho ta, chị Hương Thiên chưa có đơn à? Em làm biếng chốc chốc đơn 1 quá chị ơi. Đơn 1 mất công xả ra mất công quá. Chị Hương Thiên chưa có đơn phải. Mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ với mọi người. Rồi mã cọc hàng thiết kế nha. Em lên cho chị một mã cọc hàng thiết kế nha. Hôm qua bán hết, tối nay mới về thêm được một cọc này nữa này. Quá chị chốt rầm rộ luôn thấy không. Từ 8 cân đổ lên cho em cho đến 22 cân đổ lại em bao vừa mã thiết kế này. Nói chung là quá đẹp luôn mọi người ạ. 26 cân không có, 27 cân không có chị Tâm Thanh ơi. Không có đâu chị ơi. Đây nhìn cho em này mọi người, tay cho em là tay cánh tiên, hàng cao cấp giúp em mọi người nha. 22 cân đổ lại em bao vừa kèm theo là một cái chân váy cho em. Quá đẹp luôn các chị ơi, đỉnh phê lòi luôn cho em luôn. Hàng thiết kế cao cấp em chi ăn cho chị bao tiền đây. 45 nghìn đồng một set thiết kế hàng cao cấp luôn. Chị nào lấy mã này chị lên comment là VIP 1 45k kèm cân nặng dùm em mọi người nha. Quá đỉnh luôn các chị, chất là chất ren cho em này. Hàng cao cấp luôn nhá, chốt xem nào VIP 1. VIP 1 45 nghìn kèm cân nặng lên dùm em. Hết tầm 30 cân không có đâu chị ơi, có đâu mà lên chị. Chị nào lấy VIP 1 chốt VIP 1 nha, xinh không? Mặc này lên đóng thùng cho bé quá xinh luôn. Đó, chị ăn cho chị 45 nghìn thôi, chị nào chưa được các chị chốt về dê. Hàng này 45 nghìn không cần phải suy nghĩ các chị ạ.
Cái giá 45 nghìn này không cần phải suy nghĩ luôn. Chốt là VIP 1 các chị ạ, VIP 1 45k rồi em, kèm cân nặng và kèm giá tiền lên luôn dùm em. VIP 1 phải cho em. Đây lúc nãy chị nào hỏi váy size nhỏ ở đâu nhỉ? Váy size nhỏ này, chị nào hỏi váy size nhỏ này, em lên váy size nhỏ cho này ạ. VIP 1 22 cân chị Thanh Kiều Nguyễn này. Trời ơi, cái mã này nó là hàng thiết kế mà các chị, nó quá đẹp luôn á, hàng thiết kế em bán tiền nó chỉ có 45 nghìn thôi. Cái này bán để lấy tương tác thôi chứ các chị nghĩ sao mà set này 45 nghìn mà bán lại lời lãi ở đâu ra. Thật sự luôn, nhiều khi các chị bảo em là nó không có lời nó bán làm gì, nhưng mà thật sự luôn ấy, hàng này em không có lãi, hàng này đặt, hàng đặt mà. Nè thấy cho em đẹp ngã 45 nghìn thôi, cho chị ngắm mẫu lại một lần nữa này. Chân váy có quần ở bên trong cho em, và đặc biệt cái chân váy này đằng sau cho em là có bo chun nha. Các chị thấy không ạ? Quá đẹp luôn. Mà có 45 nghìn thì chả tội gì mình không mua. Không có chị anh Đặng Minh ơi, không có 30 cân chị ơi, không có 30 cân. Em chiên có 45 nghìn để lấy tương tác cho mọi người thôi. Tối qua các chị tranh nhau chốt luôn làm gì còn. Nay em mới về thêm một cọc nữa thôi, chứ hết hàng hôm qua làm gì còn hàng. Rồi mã này cho em là váy size nhỏ này. Chị nào chưa em có lên, chị nào chưa được, các chị chốt em sáng nốt 35 nghìn thôi. 35 nghìn là một váy thôi ha. Chị nào lấy mã này chị lên comment là váy nơ 35 nghìn kèm cân nặng dùm em. Đây nhìn trên này xuất sắc chưa? 12 cân đổ lại thôi chị nha, mã này 12 cân đổ lại, 13 cân đổ lại cho em. 12 13 cân đổ lại. Rồi ok, em cho chị Hương Thiên một cái VIP 1 này. Chị Hương Thiên này inbox luôn địa chỉ số loại phần tin nhắn giùm em nhá. Chị Hương Thiên một váy 15 cân đấy, Hương Thiên này. Inbox luôn địa chỉ số loại phần tin nhắn giùm em nha. Đừng chị nào có đơn mà không inbox các chị ơi, thật sự luôn ạ, em ghét nhất là những chị nào có đơn inbox. Cho xem áo khoác ở đằng sau đi em. Ok chị Hoa Hướng Dương. Thanh Kiều Nguyễn có đây nè. VIP 1 15 cân chị Hương Thiên này. Chị Hương Thiên luôn, lên luôn địa chỉ số điện thoại giùm em chị ơi, lên luôn địa chỉ số điện thoại giùm em. Set chị Hương Thiên này, chia sẻ like này giúp em mọi người. Chị Diễm Ngô một set 20 cân chị Diễm Ngô này. Trời ơi nó dày lắm các chị ơi, nó dày, dày nắng lắm luôn ý. Chị Diễm Ngô một set chị Diễm Ngô này. Còn bộ gấu bé trai nữa không? Còn chị Phạm Diễm ơi, cho chị Tâm Thanh một set chị Tâm Thanh này. Còn số hết size rồi chị Tâm Thanh ơi. Chị Tâm Thanh ơi, giờ chỉ còn size 20 cân đổ lại thôi chị Tâm Thanh ạ. Giờ chỉ còn 20 cân đổ lại thôi chị Tâm Thanh, còn lấy 20 cân đổ lại thôi. VIP 1 20 cân cho chị Thanh Hà này. Ok chị Thanh Hà một set tại Thanh Hà này. Chị Bảo Như Huỳnh 19 cân đấy, Bảo Như Huỳnh này. Bảo Như Huỳnh 19 cân này. Chị nào không lấy mã này quá tiếc luôn, em nói thật luôn đấy. Chị nào không lấy mã này quá phí luôn. Rồi chị nào lấy mã này các chị lên comment và rằng mã váy nơ 35 nghìn kèm cân nặng dùm em nhá. Đẹp xuất sắc luôn, nó có bo chun ở giữa cho em. Comment là váy nơ 35k kèm cân nặng mọi người nhá. Ok chị Tâm Thanh nhỉ. Rồi VIP 1 còn chị nào chốt nữa không các chị? Các chị lên comment thêm là mã VIP 1 kèm cân nặng lên dùm em mọi người nhá. VIP 1 kèm cân nặng lên dùm em. Với em chi ân cho chị có 45 nghìn là một set thôi. Hàng này thì quá đẹp luôn này. Hàng này là hàng đặt mọi người ạ. Hàng độc quyền luôn đấy các chị ơi. Hàng độc quyền đấy. Hàng đặt là hàng độc quyền đấy. Lên comment thêm là VIP 1 nha. Còn ít set nữa chi ân cho mọi người 45 nghìn luôn. Ok Phạm Diễm đẹp lên cho. Bộ đấy không biết để đâu rồi ta. Đã
đây bộ gấu này cho em là bộ gấu trai gái đều mặc được nha, em lên luôn và sảng luôn cho chị luôn. Không chỉ diếm ngô, cái đấy này em chốt theo cân nặng chị ơi, em chốt theo cân nặng chị ạ. Mã này 15 cân đổ lại em bao vừa trai gái đều mặc được mã này hết cho em luôn. Các chị lên comment mã này, bây giờ mã bộ gấu và chị kèm cân nặng dùm em nhá. Xả nốt chị bộ này giá là 40.000, hàng này 45.000, hàng công ty đấy. Em xả nốt cho chị 40k. Các chị lên comment bây giờ mã bộ gấu 40k kèm cân nặng với em đẹp chưa? Xuất sắc luôn. Quá đẹp luôn. Đầm chim phía sau cho đủ đơn. À đầm chim là size nhỏ. Đầm chim phía sau là size nhỏ chị Bảo Như Huỳnh ơi. À đây cái này còn một cái váy thế này, xưa nay tưởng hết hàng rồi các chị này. Bây giờ còn một cái ở đây nữa này. Đây em còn có một cái nữa thôi nha. Cái này size cho bé khoảng chừng dưới 10 cân đổ lại cho em. Tôi comment nốt là váy nơ 40.000 cho em, hàng đẹp xuất sắc luôn. Từ trưa nay tưởng là hết hàng rồi. Này hai cái nơ này đẹp chưa? Nhấn này, xinh lắm luôn. Cái này 12 cân đổ lại cũng vẫn vừa cho em. Comment là váy nơ 40k nha, em tặng chị 40.000 thôi. Đây váy chim váy cò này. Chim cò này. Chim cò này từ 6 cân cho đến 10 cân em bao vừa này, chỉ nào size nhỏ đâu, 6 cân cho đến 10 cân em bao vừa, sáng nốt 40.000 thôi. Toàn bộ là theo hết toàn bộ luôn nha, size nhỏ đây nào, lấy size nhỏ thì chốt. Chấm bài lên dùm em với mọi người, sáng nốt 40k nhé, lấy mã nào bảo em mã đấy. Chị nào lấy mã nào bảo em mã đấy nè. Chị Phạm Diễm lúc này lấy một bộ size nhỏ nhất đúng không? Một bộ size nhỏ nhất cho chị Phạm Diễm này. Cô em nghĩ 15-16 cân chắc nó cũng giống nhau chứ khác nhau gì đâu. Phạm Diễm một bộ size nhỏ nhất cho Phạm Diễm này. $40.000 cho chị Phạm Diễm này. Ok chị Phạm Diễm này. Mười lăm cân chị Tâm Thanh này, chắc còn có bộ chị Tâm Thanh thôi. 15 cân rồi chỉ còn một bộ chị Tâm Thanh, chứ còn là mất công lấy hai bộ là trùng màu đấy. Tâm Thanh này, chị Hương Thiên này, inbox địa chỉ số loại phần tin nhắn giùm em nha. Chị Tâm Thanh ơi, nếu mà lấy hai bộ thì là trùng màu, là em còn size 15 cân chị Tâm Thanh ạ. Chứ còn nếu mà hai màu thì em hết size rồi chị nhá. Cái tại vì cái bộ vàng đấy là bộ vàng xanh nhỏ rồi chị ạ. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Rồi mã váy này em lên cho mọi người một mã váy tiểu thư này, chị nào không lấy thì quá trội, quá tiếc nha. Hết rồi chị Bảo Như Huỳnh ơi. Lấy hai bộ hai màu xanh nhỏ nhất. Ok Phạm Diễm là thêm bộ vàng. Phạm Diễm thêm một bộ vàng nữa là 40.000. Bữa bán 45.000 nhớ không? Trời ơi chị Suka ơi, nay sao in thế? Đơn này mới thấy vào. Chị Suka gần như ngày nào có đơn bên nhà em. Nay không thấy vào. Rồi mã này cho em nha. Ok chị Tâm Thanh. Mã này cho em là 22 cân đổ lại em bao vừa, đây là váy tiểu thư cho em, hàng cao cấp các chị ạ, chất lụa nha. Không, em có bảo chị Thư Tiên đâu. Em có bảo chị Thư Tiên mà, chị Hương Thiên mà. Em bảo chị Hương Thiên mà. Em có bảo chị đâu. Rồi mã này giúp em là váy tiểu thư cho em là các chị ơi, quá đẹp không ạ? Xuất sắc chưa? Cái này các chị thích mặc như thế này cũng được cho bé, hoặc là các chị thích cột nơ cho bé cũng được, như thế này quá xinh luôn. Em tặng cho mỗi bé một cái bao tiền đấy, 40.000 nha. Còn đúng 3 cái nữa thôi, chị nào lấy comment là tiểu thư 40k kèm cân nặng dùm em. Trời ơi, nhận hàng không đẹp không lấy tiền các chị được chưa? Tiểu thư 40.000 kèm cân nặng dùm em. Chị nào lấy thì chốt ha. Tiểu thư 40k. Nhớ là mình chia sẻ để chế độ công khai lên dùm em nha. Thấy chị Suka rồi, thấy chị rồi, em bảo là hôm nay không thấy chị vào like. Mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ đi mọi người ơi, ấn thích like lên dùm em với nào. Chị nào lấy mã này chốt thì các chị ơi, hàng này đẹp không cần phải suy nghĩ đâu, em nói thật sự luôn. Đẹp không cần phải suy nghĩ luôn, đẹp rụng tim luôn các chị ạ. Nhận về đẹp rụng tim luôn. Đẹp rụng tim là có thật. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Trời ơi, buồn đời thế. Bộ thun lạnh này các chị này à. Đây, chị Phạm Diễm này 16 cân. Có lấy bộ thun lạnh này cho con không thì lấy này.
Đây bộ thun lạnh này, em còn một bộ thun lạnh xoay xay dưới 20 cân đổ lại, trai gái đều mặc được cho em luôn mã này. Dưới 20 cân đổ lại cho em thôi nhá. Xả nốt cho chị 49.000. Các chị lên comment là thun lạnh 49.000 về em. Còn một bộ màu xanh này nữa này, chị nào lấy thì chốt, trai gái đều mặc được cho em. Thun lạnh này các chị biết hàng cao cấp, hàng này ta bán thị trường 220 đấy. 220.000 một bộ đấy chị ạ. Thun lạnh kèm cân nặng giùm em. Rồi mã này cho em còn hai bộ nữa này. Form này form to nha. Thun lạnh trai gái đều mặc được, thằng em cho thằng con trai em một bộ này nó mặc này. Thun lạnh này size cho bé khoảng chừng 30 cân đổ lại, em bao vừa luôn. Chị nào lấy mã này chị lên comment là bộ mèo 49.000 luôn, xả nốt 49k. Không lấy quá tiếc luôn, thun lạnh các chị biết thừa. Cái áo này em mặc còn vừa chứ, em mặc còn vừa, nó 30 cân đổ lại. Trai gái đều mặc được cho em nha. Xả hết cho chị 49.000 cho gọn hàng. Thun lạnh 49.000 kèm cân nặng dùm em. Mã này chị nào không lấy là tiếc, các chị hôm bữa bán 59.000 các chị còn đang tranh nhau mua. Trời, nó còn sót lại có mấy bộ nó hết hàng. Thun lạnh kèm cân nặng dùm em, nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em nha. Tại sao lại ngồi im rồi? Tại sao lại ngồi im được các chị ơi? Rồi ok cho Phạm Diễm này. Bộ này đẹp nó Phạm Diễm ơi, tắt luôn. Hay mai em bỏ cái bộ Phạm bộ lũ 35.000 Phạm Diễm ạ. Em cảm thấy bộ đấy hơi nhỏ, chắc mai em bỏ lại quá. Chắc mai em bỏ lại bộ đó cho chị quá. Rồi, lên mã váy hàng cao cấp, váy tầng hàng cao cấp này. Chia sẻ livestream lên giúp em để bán chiên mã này cho chị để lấy khí thế này. Trời ơi, hàng 89.000 của em đấy các chị ạ. Bán giá này thì đúng là ra đường ở sớm, chắc chồng nó đuổi ra đường ở sớm đấy. Bán giá điên khùng cho chị chuẩn bị phát giá này. Mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ lấy động lực để bán hát rẻ cho mọi người. Nè nhìn cho em là chuẩn hàng cao cấp chưa? Váy tầng nha. Cái giá này em nói thật một câu là các chị làm mơ không bao giờ có mọi người ạ. Phải nói là làm mơ các chị cũng không bao giờ đi mua được giá này. Nhìn cho em cái tay của nó là tay bồng, các chị thấy cho em phê mà. Tay bồng cho em hàng thiết kế nha. Hàng này mua bên ngoài 250.000 một cái không bao giờ có dưới các chị ơi. 250.000 một cái không bao giờ có dưới. Giờ em xả chị bao tiền đây, 89.000 giờ xả bao nhiêu đây? 20 cân đổ lại em bao vừa. Có cái tang cho em này. Về nhà thích tháo rời tháo, không thích thì để nguyên nha. 65.000 một cái hàng thiết kế luôn. Không rẻ hơn được nữa, 65.000 là lỗ tụt quần luôn rồi. Từ 10 cân đổ lên cho đến 20 cân đổ lại, các chị lên comment mã giờ mã thiết kế 65.000 kèm cân nặng dùm em. Hàng này hôm bữa em lên 69 thì các chị tranh nhau chốt luôn. Nhưng mà hôm đó nó viết tút là lên hàng thiết kế cơ. Bộ này đẹp lắm, cảm ơn chị Thanh Huệ nha. Comment vào giờ mã thiết kế 65.000 kèm cân nặng dùm em. Chị nào lấy thì mình chốt hàng này bị ra bên ngoài 250.000 một cái, không bao giờ có dưới. Hàng 3 tầng luôn cho em này, không lấy quá phí luôn. 65.000 xả nốt cho chị, hàng này nay em nhập vào không có luôn ấy. Hàng này hôm bữa trong Tết em nhập tỷ vào gần 200.000 một cái ấy. Chị nào lấy thì mình chốt vào giờ mã thiết kế 69.000, 65.000 kèm cân nặng vào để giúp em nha. Bán giá điên khủng cho chị thôi chứ ai mà bán thiết kế này 65.000 cho mọi người. Chả ai bán luôn. Chị nào lấy thì chốt. Thế á, thế mai em bỏ bộ này ra đi nha ha. Chị Bảo Như Huỳnh này thiết kế này 65.000 cho chị Bảo Như Huỳnh một cái thiết kế này. Hàng này em bao cho các chị thị trường đang là 250.000 một cái. Em bao giá cho mọi người luôn. Con em cứ đòi mặc hoài à, nó mát đúng không chị Thanh Huệ? Nó mát đúng không? Em đã nói rồi, hàng nhà em nó đẹp lắm á chị ạ. Rồi chị nào lấy thiết kế chốt thiết kế xả nốt 65.000, không thể rẻ hơn được nữa đâu. Hàng này mà xả rẻ hơn đâu chị có mà. Em bị kiện chết luôn. Xả này nó bị kiện gần chết luôn rồi, phá giá thị trường rồi. Nào lấy chốt nha, hàng này em không mắc mẫu lên, nếu mắc mẫu đằng sau mà chị thi nhau hỏi. Còn sữa tắm chị Tâm Thanh ạ, cho chị Hương Thiên này, 15 cân chị Hương Thiên một vài thiết kế này. Ok chị Hương Thiên, một cái chị Hương Thiên này. Chị ơi không có đâu chị ơi, nếu mà chị chọn như thế thì em bó tay em bỏ ra thôi. Có mỗi một cái size to em lấy cho chị, bây giờ chị lấy ra thì em chẳng còn cái nào size to để mà bán cho chị nữa. Đầm thun lạnh bé size lớn còn không? Hết rồi chị ơi. Hết rồi, hết hàng đúng không? Còn hàng đâu?
Có mỗi một cái xe to em lấy cho chị đấy, còn chị không lấy thì em bỏ ra, chẳng còn cái nào xả có 65 nghìn một cái thôi. Sữa tắm hay xả có 35 nghìn thôi chị Tâm Thanh ơi, em đã tặng có 35 nghìn một chai sữa tắm thôi. Sữa tắm cá ngựa, thơm phức hồng phực luôn. Đây các chị nhá, sữa tắm cá ngựa cho em thơm phức phừng phực luôn cho em luôn. Quá là thơm luôn. Hàng này các chị mua bên ngoài cho em là gần 100 nghìn một chai đấy. Dung tích của nó là 300ml cho em, cực kỳ thơm luôn. Em sợ em chiên cho mỗi chị một chai 35 nghìn. Thơm ơi là thơm luôn. Chị nào lấy mã này comment là sữa tắm 35 nghìn kèm số lượng dùm em nhá. Em còn chắc khoảng chừng chục mà chục chai sữa tắm cá ngựa là hết. Bán này bù cước sợ lắm các chị ạ. Vừa bán rẻ này vừa bù cước nữa. Cái mùi nó thơm từ bên ngoài luôn cho em luôn, cực kỳ thơm luôn. Ai mà bán chị 35.000 chai này. Cái này là em tặng cho mọi người thôi chứ không phải là bán đâu. Lấy cho chị Tâm Thanh 4 chai sữa tắm cá ngựa. Ok chị Tâm Thanh này. Các chị mua ít nhất một cho em là ít nhất này, này vừa lúc hết bill này. Chị Tâm Thanh 4 chai sữa tắm cá ngựa chị Tâm Thanh này. Chị nào lấy thì chị comment là sữa tắm nhá, 35.000 một chai. Cái này dung tích 300ml mà nó đặc lắm luôn, tắm rất là lâu. Ôi mê cái mùi thơm, nó thơm gì đâu luôn đấy chị. Comment là sữa tắm nhé, chị nào sữa tắm comment sữa tắm với em, nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Đầm thun đó đẹp, con mình thích lắm. Thế chị Suka hôm nào có em bảo mà chắc chẳng nhớ đâu. Em cứ bảo hôm nào có bà, các chị cứ bảo em là hôm nào có hú chị với mà chả nhớ chị nào cả. Các chị để ý các chị xem like chứ em không có nhớ đâu. Rồi mã này cho em là một mã đầm vét hàng cao cấp cho em, mọi người nhìn cho em chữ này. Chữ này của em nó là chữ đá nha mọi người nha, Dior chữ đá nha, xinh không ạ? Xuất sắc luôn. Form này 20 cân đổ lại em bao bé mặc đẹp luôn, hàng thiết kế luôn các chị ơi, quá đẹp luôn. Hàng thiết kế cho em mọi người nha, hàng thiết kế cho em. Đây nhìn đằng sau cho em này. Em tặng cho mỗi bé một cái váy này với giá là 59.000 cho hết hàng. 59.000 đồng một cái cho hết hàng. Chị nào lấy mã này chị lên comment và giờ mã VIP 2 59k kèm cân nặng dùm em. Chất cho em là chất lụa hàn, hàng cao cấp mọi người nha. Năm áo nhiêu tiền ạ? Là sao chị bé Thảo? Năm áo bao nhiêu tiền là sao? Mã này chị lên comment vào giờ mã VIP 2 59.000 kèm cân nặng dùm em nha. Cái này 20 cân đổ lại cho em thôi, hàng thiết kế luôn, sản lúc 59.000. Nào lấy chốt. Bao hàng shop cho chị luôn. VIP 2 kèm cân nặng. Chị ơi đang xem like thì chấm chấm lên dùm em với mọi người. Chấm chấm lên dùm em để ông động lực like hàng tiếp nào. Đây mã này trên là bộ hình quá đẹp luôn đó chị ơi, đẹp xuất sắc luôn. Bộ hình này 28 cân đổ lại em bao bé mặc đẹp luôn. Đầm lớn giờ em hết rồi, không còn đâu chị ơi. Bây giờ em chỉ còn có đầm body size lớn thôi. Còn một cái đầm body size lớn thôi. Mã này cho em là bộ hình đó chị nha, cực kỳ đẹp luôn. Bộ hình này cho em hình quần của nó là quần ngố chị ạ. Cái hàng quần ngố này đang rất là hot luôn. Chị nào lấy mã đây chị lên comment là bộ hình kèm cân nặng dùm em, bán tặng chi ân cho chị 45.000 bộ hình. Hàng này quá đẹp luôn, bộ hình 45k nha. 28 cân đổ lại cho em comment là bộ hình nha. Nè nhìn chắc cho em là co giãn thoải mái 4 chiều luôn. Xinh quá chị ơi, xinh ơi là xinh luôn. Bộ hình 45k kèm cân nặng. Váy 8 cân kìa chị Nguyễn An Nhiên kìa, hai còn hai cái, một cái váy chim một cái váy nơ đều là 8 cân kìa chị. Bộ hình 45k rồi em, chị nào lấy chốt là bộ hình 45k. Rồi em lên cho chị một mã này. Có áo người lớn chị ơi. Cái mã này là ngày hôm qua em chưa có bán các chị nha. Nên là chị nào ngày hôm qua các chị chưa, ngày hôm qua các chị chưa mua thì hồi tối nay các chị vào mua đi cho em. Mã này ngày hôm qua chưa có bán, kiểu này là kiểu mới các chị ạ. Chị nào tối hôm qua có mua những cái mã này thì nay chốt mã này cho em. Cái này nó số lượng ít lắm, có mấy bộ thôi.
Cái này cũng 22 cân đổ lại em bao vừa các chị nha. Mã này chị nên comment là VIP 3 kèm cân nặng dùm em. Cái này thì gọi là quá VIP luôn rồi các chị, 22 cân đổ lại. Đây nhìn cho em này, cái áo của nó này, chị nhìn cho em này. Cái áo này của nó là áo dạng lệch cho em như thế này nhá, cổ là cổ ren cho em, hàng thiết kế rất là đẹp luôn, xinh không ạ? Cưng quá, hai dây, hai cái dây cho lên cổ, cho lên vai cho em như thế này nhá. Có chị ơi, có đầm công chúa mặc xinh đẹp chị ơi, mới nhận được sáng nay thấy cái đầm thun lạnh thích quá, là chưa bé đem giặt để chiều lấy mặc liền luôn. Cảm ơn chị Suka nha. 22 cân đổ lại các chị ơi. Ô cái này nó có lộn cái quần không ô trời. Cái này hình như bỏ lộn cái quần chân váy sao mà quần chân váy này nhỏ chút ép vậy trời. Thôi 20 cân đổ lại thôi cho chắc ăn đi các chị ơi. 20 cân đổ lại cho em thôi nhá. Chị nào lấy mã này comment là VIP 3 kèm cân nặng dùm em. Em tặng luôn chị VIP 3 này bao tiền đây, 45.000 luôn. 45.000 các chị comment là VIP 3 mọi người nhá, VIP 3. Cái áo này nó khác một cái là đây là như thế này này, 20 cân đổ lại cho em thôi. Đây cái quần của nó là quần chân, cái này là chân váy em, đằng sau có bo chun. Chốt là VIP 3. VIP 3 45.000 kèm cân nặng dùm em. Bộ hình cho chị Diễm Ngô này, 20 cân cho chị Diễm Ngô. Ok chị Diễm Ngô bộ hình. Trời ơi bộ hình này năm trước em bán giá hả? Tranh nhau chốt luôn ý. Bộ hình này năm trước nó không đẹp như thế này đâu. Đây Diễm Ngô bộ hình đấy, Diễm Ngô này. Rồi chị nào lấy mã này chị lên comment xem VIP 3 kèm cân nặng nhá, VIP 3 kèm cân nặng dùm em. VIP 3 kèm cân nặng dùm em. Anh ấy làm gì đấy? VIP 3 45k nha. Chốt đi các chị ơi, chốt đi, mà em nghỉ like đấy. Xả thì rẻ quá, chị không chốt nó nghỉ like đấy. Không chốt em nghỉ like đấy mọi người ơi. Các chị ngồi im quá chả biết lên gì được. Còn hàng đẹp như này VIP 3 ở đây chẳng có comment thì các chị chẳng tấm bài gì hết à. Chấm lên dùm em với chị nào đang xem like, có chị nào nhìn thấy em không? Các chị ơi sao các chị ngồi im thế? Áo khoác đằng sau á chị còn có cái nữa. Khoác này đúng không? Cái này khoác này xem bao nhiêu cân đây. Cái này khoác này size cho bé khoảng chừng 22 cân đổ lại, 22 23 cân đổ lại các chị ạ. 22 23 cân đổ lại em bao vừa nha. Chất này nó không hẳn là chất da chị ơi, mà nói chung là đẹp lắm. Khoác này em bán chiên cho chị có 89.000 đồng một khoác thôi. Chị nào lấy mã này thì các chị lên comment là khoác 89.000 và để giúp em mọi người nhá. Khoác 89k ở dưới, đẹp lắm. Khoác 89k, khoác 89k ở dưới. Cái này là túi giả chứ mày là túi thật đâu mọi người ơi. Chút tắm mới thơm quá. Ngồi bên cạnh nó thơm phức luôn ấy. Khoác 89.000 với dưới em nha, lấy thì chốt rồi đi. Cân này hả chị? 14 cân hay là chị lấy set đi chị? Em có set đấy, có cả áo khoác đời luôn này, set này này.
4 cân nên là chị lấy set này đi cho lợi này. Về nhà vừa được cái áo khoác này còn vừa được cái 10 cân đổ lên cho em. Đây mã này Duen là set dạ này các chị này, set dạ này, ui xinh quá. Set dạ xinh chưa, 14 cân đổ lại, cái set này cũng chỉ 14 cân đổ lại cho em thôi, đẹp lắm, nhức nách luôn. Đây, set dạ đẹp lắm, hàng thiết kế nhá. Set này em báo chị tri ân cả một set luôn 99.000 luôn. Cả một set như này tri ân có 99.000 từ 10 cân cho đến 14 cân. Cái này chân váy có quần ở bên trong luôn, về nhà các chị mặc cái, các chị lấy cái khoác này các chị phối rời cho con được, mà mặc cái set này lên thì quá sang luôn các chị, quá sang luôn. Lên comment là set 99.000 rồi em, mọi người nha, set 99.000 rồi em. Set này ta đang bán bên ngoài là 350.000 một set đấy. 350.000 một set đấy, em chiên cho chị có 99.000 thôi, chị nào lấy thì mình chốt rồi em. Hàng này thì quá đỉnh luôn các chị ạ. Quá là đỉnh luôn cho em luôn. Hàng đẹp xuất sắc. Lấy đi chốt nha, chị nào lấy đi chốt rồi em. Nhớ là chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em. Set này em còn có mấy set nữa thôi, nặng quá. Cầm lên set thấy xịn sò. Em chị vài mã nữa có tương tác nghỉ mai đây. Rồi mã bộ tiểu thư này em xả nốt luôn này. Còn có ít nữa xả nốt luôn cho mỗi bé một set với giá là 40.000 nốt đi. Xả nốt 40.000 nha, form này 22 cân đổ lại em bao vừa. Các chị lên comment mã này nốt, bây giờ mã tiểu thư 40.000 kèm cân nặng dùm em ha. Tiểu thư 40k kèm cân nặng dùm em, mới bán cho chị bao tiền đây. Em mới bán cho mọi người cái bộ tiểu thư này 45.000 xong, bây giờ em còn có mấy bộ em xả nốt 40.000. Thôi các chị đừng ganh nhau về giá dù em nha, giá 45.000 quá rẻ luôn, bây giờ nó còn ít em mới xả nốt thôi. Chị nào không lấy được mã này quá phí rồi chị ạ. Chất đẹp mê luôn. Một chai sữa tắm ok chị Thanh Hà này. Thanh Hà một chai sữa tắm đây Thanh Hà, ok chị Thanh Hà này. Mã này comment là tiểu thư 40.000 kèm cân nặng dùm em nhé. Giá 45.000 vẫn đang còn. Tiểu thư 40.000 có chị nào chốt không các chị ơi? Lên gì các chị ngồi im này biết lên gì được. Nhớ là có đơn inbox hết địa chỉ số điện thoại phần tin nhắn giùm em nha. Chắc các chị muốn xuống like nó trả lại đâu. Chẳng lên gì mà chị chốt chẳng biết lên gì nữa. Các chị ngồi im quá. Nào muốn lên thì em lên, sao không nghỉ like các chị ạ. Lên không thấy comment gì luôn, thấy chị ngồi im luôn, em chả biết cái gì là muốn lên gì luôn. Không gợi ý gì hết à. Tiểu thư 14 cân chị Phạm Diễm này xả rẻ như cho luôn ạ. Mấy này hàng này toàn là hàng xả không. Phạm Diễm một bộ cho Phạm Diễm này. Một chai sữa tắm cho chị Thư Tiên này. Có chị nào muốn lên gì nữa không mọi người ơi? Ôi sao tự nhiên chữ này lại đậm thế nhỉ? Đậm ơi là đậm luôn. Anh ơi. Chị nào muốn lên gì nữa không mọi người ơi? Muốn lên gì em lên cho. Giờ muốn lên gì em lên cho. Giờ em chẳng biết lên gì nữa đâu. Rồi mà nay cho em còn một bộ hoa này các chị này. Bộ hoa này 25 cân đổ lại em bao vừa nhá. Các chị chốt nốt với giờ mã bộ hoa 45.000 với em. Bộ hoa 45k với em nhá, đẹp lắm, chất bao đẹp luôn. Đó, bộ hoa 45k. 25 cân đổ lại em bao vừa. Bộ hoa 45.000 với em, bộ hoa 45.000.
cái này còn hai bộ nữa, chị nào lấy chốt nốt dùm em 20 cân đổ lại em bao vừa nha. 20 cân đổ lại em bao vừa, nay thứ bảy các chị đi chơi hết rồi. 20 cân đổ lại em bao vừa, các chị chốt nốt rồi, đây là mã bộ xanh 29k rồi đây. Đây bộ xanh 29k. Bộ xanh 29k được chưa, chất cốt tông. Bộ xanh 29.000 rồi đây. Bộ xanh 29k, bộ xanh 29k. Hai bộ nữa chốt nốt. Đây đầm đấy, thích đầm có đầm luôn, thích gì có đấy. Váy này còn có hai cái nữa thôi nè. Cái này từ 17 cân đổ lên cho em cho đến khoảng chừng 23 cân đổ lại, 25 cân vẫn vừa luôn ý. 23 cân đổ lại, chất nó chất mát lắm các chị ơi. Chất mát lắm luôn cho em luôn ý. Chị nào lấy mã này chị lên comment nốt rồi, giờ mã xả váy 35.000 rồi cho em nhá. Xả váy 35.000, còn một cái màu xanh và một cái màu vàng, em xả nốt 35k cho chị chốt thôi. Chất đẹp lắm, comment là xả váy 35k. Xả váy 35.000 rồi cho em. Mệt quá này, mệt ghê luôn á, nói không ra tiếng luôn. Xả váy 35k rồi. Rồi mã này cho em 25 cân đổ lại em bao vừa, váy là váy kim sa cho em, còn hai cái cuối cùng 45.000. Chị nào lấy mã này comment là kim sa 45.000 rồi em, à, kim sa 45.000 rồi em. Kim sa 45k rồi em, like chẳng có tí động lực nào vậy ạ. Thật sự luôn, like không có tí động lực nào luôn. Không như mọi khi. Mọi khi like lên có động lực ghê, like like. Ý comment là like có khi nói 3 phút đồng hồ chưa lên cái comment này. Xả rẻ hơn cho luôn chị Hoa Hướng Dương 14 cân. Bộ 35.000 chị Hoa Hướng Dương 14 cân nhỉ. Chị Hoa Hướng Dương một váy 35.000 cho chị Hoa Hướng Dương này. Em còn một xả váy 35.000 nếu chị nào lấy thì mình chốt rồi dê em ơi nha, chị nào lấy thì chốt rồi dê. Bà ba bây giờ em chỉ còn size nhỏ thôi chị ơi. Bà ba chỉ còn size nhỏ thôi, hết bà ba size lớn rồi. Chia sẻ và để chế độ công khai lên dùm em các chị nha. Mỗi chị quay ra cho em xin nút chia sẻ để em lấy động lực để lên hàng tiếp cho mọi người nào. Thôi lên cho chị cho đục đơn thì cứ nói buồn buồn các chị bị chán. Giờ còn gì xả lấy các chị nha. Bây giờ em còn gì em xả lấy cho mọi người ha. Còn gì xả lấy cho chị các chị chốt dùm em nha. Xả cho chị với chị được nhiều nhiều tí cho chị đi bỏ công đi đơn. Rồi mã này cho em còn 3 bộ gầu nữa các chị ơi. Mã 38 cân ok chị để em lên cho. Rồi bộ gấu đấy cho em này, đẹp xuất sắc chưa các chị ơi. Phê lòi luôn cho em luôn, đằng sau cho em là các chị ơi hình hoa. Nay thứ bảy các chị đi chơi hết em biết mà, 25 cân đổ lại. Em xả nốt cho cách cho các bé bộ gấu này với giá bao tiền đây. 39.000 đồng một bộ gấu, xinh lắm luôn cho em luôn. Các chị comment nốt vào xem mã bộ gấu 39.000 cho em nhá. Cái này hình cô gái này. Trời ơi xinh không mọi người. Đẹp không? Bộ gấu 39.000 cho em, chất thun lạnh cho em rất là đẹp luôn. Chất 3D thun lạnh cực kỳ đẹp nó chị ạ, cực kỳ đẹp và cực kỳ mát. Cái này 15 cân đổ lên cho đến 25 cân đổ lại em bao vừa nha các chị comment cho là mã bộ gấu. Bộ gấu 39.000 còn 3 bộ nữa thôi. Bộ gấu 39k ở dê. Xinh lắm các chị ơi, mấy cái bộ này đẹp lắm các chị, vừa các chị chốt về cho bé mặc đi. Bữa bán 45.000 nãy giờ em xả nốt thôi, bữa bán 45.000 không đấy. Bộ gấu 39.000 em chị nào lấy chốt không chị nào chốt à. Xả 39.000 mà không chị nào chốt à. Tính lên nữa mà không chị nào chốt, xả lên nữa. Các chị ơi chấm chấm lên dùm em, với chấm chấm nhiều nhiều lên dùm em, cái lấy động lực like tiếp coi nào. Trời ơi em thoát ra vào lại nhá chị nhá, thoát ra vào lại nhá, chán quá. Thoát ra vào lại đi, thoát ra vào lại nhá.